ngọt sắp đóng cửa, sắp đi Mỹ. Con em nó bảo lãnh 21 tiếng nữa thôi em sẽ thành Việt Kiều. Mà quan trọng người Việt Nam sắp leo lên máy bay đi Mỹ, chơi cáo dài cho biết mình người phụ nữ Việt Nam. Cái đuôi gọn dễ sợ, nói ra thiệt là vui lòng. Cảm ơn Nguyên một xóm tới đây đưa em nha. Ủa hả vậy? Đang tung tăng trên trời, đạp mây xanh hôm nay xuân chơi. Tối hôm nay rất buồn, thấy bà tự nhiên tôi vui. May nào mà đưa nổi bà, trời đánh bà văng xuống đây đó. Kiếm tôi chi vậy? Đòi nợ chứ làm gì? Trời, ta sắp đi nước ngoài rồi tự nhiên cái đòi nợ tôi à? Tôi nói bà nghe, có chuyện vui tôi kể bà nghe. Chuyện gì vui? Tôi nằm mơ tôi thấy bà. Sao tôi ghét ai nằm mơ ghê vậy đó hà? Tôi biết, tôi ghét ai nằm mơ lắm. Tôi là người thiệt, việc thiệt, đừng có nằm mơ. Nằm mơ này vui lắm, tôi nằm mơ tôi thấy bà đi Mỹ. Ừ, cái này có. Chứ bà đi Mỹ máy bay mới vậy, bay chút xíu cái máy bay rớt. Trời đất ơi, con mẹ vô duyên dễ sợ. Không có, cái này vui, không có vô duyên đâu. Tôi đoạn kết vui lắm, máy bay rớt xuống biển ra, bà bị văng ra, nghe một cái tủm. Hả? Văng ra một cái tủm rồi bà có giật nước cho nó trôi không? Trời ơi, tôi giật nước mất bà sao? Đừng có được, đừng có giật nước tôi. Không được, tôi để vậy đó, tôi để vậy tôi coi. Ừ. Cái bà biết sao không? Cái ai người ta cũng cơm ôm được cái pháo hết trơn á. Ừ, tôi. Mình bà ôm được cái một gì ta nói dằn thẻ hả? Trời ơi, con mẹ này mới vô duyên dễ sợ luôn. Con mẹ này là Thúy Nga giết bà trong cái giai nào vô duyên các cỡ cuốn 56 hay 52 gì nè, bà vô duyên quá. Hả? Tự nhiên tôi rớt xuống biển mà ai cũng ôm cái phao, tôi ôm cái bọc mà bọc vàng. Cái gì vậy trọng? Màu vàng không phải là xui đâu nghe. Tao nói bà mở cái bọc ra ha, ở trong nó vàng cục. Tao nói bà cho người cục. À là cục vàng đó. Tới tôi hết vàng. Hả? Cái bà cho tôi bọc tiền. Ừ, được tiền được bà. Ý là trước khi bà đi Mỹ á, bà trả nợ cho tôi đó bà nội. À vậy hả? Ừ. Thế nó nghe nè, bà tên là Mai Dân Hiến. À. Bà nằm mơ bà không thấy đàn ông trai, tự nhiên bà nằm mơ mắt gì bà thấy tôi. Bà nghĩ sao mà tuổi tôi còn trai với triết nữa. Tôi hết trai rồi, tôi hết có thèm trai rồi. Bây giờ tôi nghĩ tới con nợ thôi. À. Tôi đang vô cái thời tiền. Tiền gì? Tiền mãn kinh. Thành ra tôi thấy đàn ông á, tôi hết thèm rồi. Nhưng mà cái con mẹ này tôi nói thiệt nha, gì vậy? Con mẹ xấu ghê vậy đó. Làm gì xấu? Lối sớm tới đưa bà kìa. Trời đất ơi, toàn là trai đẹp không mà. Đẹp không, nhất là hàng đầu. Bà giấu bà hưởng một mình phải không? Mấy anh ơi. Em thấy mấy anh tự nhiên em thèm lợi rồi. Trời. Thôi nha, cái này hàng sớm tôi không đó. Thôi được rồi đó, tôi trả tiền cho mà yên tâm mà. Hứa trả phải không? Hứa. Vậy đi, thà ăn mày hơn ăn cướp. Ăn mày hồi nào? Trời ơi, tôi có tôi trả mà. Dù gì cũng có một lời nói. Tôi nói vậy thôi. Về phải không? Ừ, về chút trả. Ừ. Bye. Ê, nói nghe nè. Gì? Bà bớt vô duyên lại đi nghe. Bà vô duyên tới giờ là cuốn ba một ổng sắp từ giả rồi mà bà vẫn còn vô duyên. Bẩm sinh. Hết nước nói không? Sớm em là tàn vậy không á. Mà Thúy Nga Paris by night, những cái nhân vật mà người ta giết, ông Ngạn ông giết là nhờ cái sớm em không á. Hết là quá trời. Cái gì nữa? Every wonder over there. Tấm thân nhỏ bé xin chào đại gia đình. Dịch ra tiếng Anh, my small body, hello people in the big family. Tôi tên là Hằng Rất Đô, sư phụ của ông cha nội Hằng Rô, thông dịch viên ở trong Paris by night 101 á. Hằng Rô là hô răng, nhưng Hằng Rất không phải là hết răng. Cái là gì? Hằng Rất Đô là cái tờ giấy 100 đô đó. Nhìn thấy tờ giấy 100 đô là thấy cái bản mặt của tôi. Đây, my student trong cái xóm này. Còn dạ. thầy giáo làng là thông dịch viên. Dạ, tên Việt Nam là Ngọt thôi, nhưng mà mới quốc qua bên Mỹ là Sugar. Mà cái tuổi này nha, bên Mỹ người ta kêu Mama. Dạ, tên đầy đủ Sugar Mama. Tôi là Sugar Mama. Vậy ông là Sugar Papa hả? Bậy. Tôi không phải là Sugar Papa nha, Sugar Mama. À. Tôi là Sugar Baby. Trời ơi. Thôi bây giờ thông dịch viên dạy tôi nè. Lên máy bay 20 mấy tiếng đồng hồ, tôi làm sao mà tôi sinh sống được trên trển được. Yên tâm, đã có tích chờ ở đây. Là coi như tích chờ sẽ dạy cho bà dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Vậy tôi yên tâm thiệt, bà lên máy bay là bà cứ smile and talk. No, ok. Sit do. Làm gì ạ? Lên máy bay mà có xích đu là tôi phái. Ê, nó nghe nè, bà làm gì bây giờ khỉ đu dây vậy trời?
Thế mới kêu tôi xích đu. Ủa chứ cha tôi lộn. Xích bèo. Thôi, tôi là con người, cho tôi ngồi với người, tự nhiên cho tôi ngồi với con beo. Ông có thấy bao giờ con cọp mà ngồi với con beo không? Không, tôi kêu xích beo đây là beo. Bà lấy sợi dây bà gàng người bà lại đó. Gàng cái người á là gọi là dây an toàn. Đó, đúng rồi, lấy cái dây an toàn lại. Ở Việt Nam không ai ràng cái dây đó, nó cắt hết rồi, ai cũng sống đó. Trời đất ơi, nó nghe nè. Cái đó bên Việt Nam, còn mình chuẩn bị làm việc kiểu rồi. Mình phải qua Mỹ, mình phải có beo lại. Ờ đúng rồi, đúng rồi, tôi sắp qua Mỹ, giờ tôi beo lại. Đó, beo lại, đó. Ừ. Nói bà nghe. Ừ. Ở trên đời, ông bà mình có cái câu là có tứ sướng, ăn, ngủ, ủ, ỉ. Cái gì ông nói lại coi, thấy ghê vậy. Tôi nói lộn. Ừ. Ăn, uống, ngủ, nghỉ. Ừ. Nói lộn. Ăn thì có thể tôi không ăn. Ừ. Nhưng mà lên máy bay là phải uống chứ sao sống nổi. Thì mình muốn uống thì mình giơ tay lên, mình kêu là coi như tiếp viên nó ào tới, nó phục vụ mình liền. Hey. Hey gì vậy? Kêu nước. Trời ơi, lên máy bay mà kêu hey, mà làm như kêu con sen vậy. Thì vô tiệm chè tôi, người nào cũng kêu hey, vậy tôi tới tính tiền liền. Ước, mình phải lịch sự nhẹ nhàng. Mình kêu mình tới lịch sự lại, hey nhẹ nhàng coi. Ok, hey baby. Hey. Hey. Đó. Gì vậy? Kêu. Trời, mà làm như gái ngồi vậy. Thì ông kêu nhã nhặn. Nó nghe nè, nhẹ nhàng lịch sự thôi. Ờ, nhẹ nhàng. Mình kêu hey vừa thường nói. Ờ, rồi ta tới làm sao không? Nó nghe nè, bây giờ á mình muốn uống nước đúng uống không? Uống nước nha. Nước là gì? Qua đời. Mà nói lại lần nữa đi, chứ hàng xóm bật cười dữ lắm đó. Cái gì? Qua đời. Qua đời là đi chết má ơi. Ta kêu là qua tờ. Ê, tôi uống nước thường chứ tôi không có uống nước mía. Cái mỏ ông y như cái xe nước mía vậy. Vậy hả? Ừ. Vậy tôi lấy vô lại. Lấy vô xíu. Lại. Qua tờ. Qua tờ. Rồi nhớ rồi. Đó. Uống vô. Vô là gì? Vô là in, là vô là in nè. À. Đó, vậy mình kêu là water in. Ê, nó nghe nè, water in nhiều quá rồi, giờ tôi muốn đi toilet thì sao? Bây giờ mình muốn nãy vô thì mình kêu in, thì bây giờ ra là gì? Ra là kêu out. Mình kêu water out. Vô, ngon lành. Bây giờ lên máy bay, họ muốn uống là water in là đưa in. Đúng. Còn muốn đi toilet là water out là cho đi đái. Nó nghe nè. Bây giờ mình muốn đi đái, mình đâu có thể la làng nói tôi muốn đi đái. À, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Nó nghe nè, mình nói nhỏ, cái gì vậy? Đi đâu? Đi bây giờ đi chứ mắc quá. Nó nghe nè, đi máy bay quốc tế ngồi ngay cái ghế chính giữa nữa. Hai thằng Mỹ nó ngồi kế bên, mình muốn đi mình phải nhẹ nhàng lịch sự tôn trọng người ta chứ. Thôi thôi thôi, yên tâm yên tâm. Hai Mỹ kèm. Đúng. Trời ơi, nó đang ngủ đâu có ấy được. Rồi rồi, đi đi. Bây giờ làm sao ta? Nó ngủ rồi giờ làm sao trời? Thì kiếm cách. Đợi đợi em chút đi. Em nha, cái này em biết cái gì vậy? Ê, mà đưa mình có làm cái cây vô lại mà vui ở mặt ta. Nguyên cái tạo dài phủ lên mặt tay luôn. Ơi. Xin lỗi anh nha. Đó, rồi, đi đi. Bà làm gì vậy? Trái cây đè vô mặt nó chảy nước miếng. Còn bây giờ tôi đi xong rồi, tôi đi tới luôn trên máy bay cho thoải mái được không? Mình đi máy bay chứ không phải đi xe bus. Hiểu không? Không phải là đi xe bus, hiểu không? Mình phải leo vô ngồi lại cho nó an toàn. Leo vô. Mình đi toilet xong phải vô. Phải chở vô lại đàng hoàng. Rồi rồi, đợi tôi chút. Để tôi ấy vô cái lại. Cái gì vậy? Cái gì? Nó ngủ sai quá. Nó ngủ sai quá. Ê, cái chảo đưa vô mặt ta. Hồi nãy đưa trái cây vô nó chảy nước miếng. Bây giờ đưa cái chảo vô thôi. Để nhiều khi nó chiên cục gà nó ăn. Dạ, em lấy lại cái áo nhanh. Ê, ông em. Ê, hello. I love you. Mà làm gì vậy? Nói chuyện ngay vậy? Nói chuyện với Mỹ kế bên. Ê, nó người Mỹ mà nói tiếng Việt sao nó hiểu? Nó lấy vợ Việt Nam, nó nói chuyện như quỷ luôn. Nó còn ăn xoài chấm mắm ruốc nữa kìa. Tôi sợ bà luôn á. Ê, sức tưởng tượng của bà khủng khiếp quá luôn á. Vậy hả? Ôi, bỏ đi. Nó nghe nè. Hả? Mốt mà đi máy bay mình có thể nào mình cắt cái tà này cho nó gọn gàng chút xíu được. Đâu có, tôi lần đầu tiên đi máy bay, tôi leo máy bay người ta phải biết tôi người Việt Nam đi qua đây chứ. Hả? Trời ơi, kỳ lâu lâu mới được đi máy bay lần mà. Rồi. Phải làm cho tới chứ. Bà làm như phụ đánh cá vậy. Rồi sao gì tại chỗ đi, tôi có đồ cho bà. Để lên. Lo tôi đầy đủ luôn ha. Trời ơi. Tức chờ mà. Gì vậy? Trời đất ơi. Miss Su. Trời ơi. Giờ già cái gì nó cũng tuột đó ba. Đây, tôi kéo lại. Định rồi. Định lại. Già nó tuột chứ. Thấy rõ không? Thấy. Miss Sugar Mama. Ờ. Quan trọng. 1-800-666-3-6-2-9.
giờ lên máy bay làm gái luôn. Cái gì? Thì nói là phi xét tonight là tối nay làm gái trên máy bay. Cái ghê vậy? Bà. Cái gì? Bà bớt tự tin lại. Sao vậy? Tuổi bà bây giờ nhiều khi phải thối ngược lại, không biết người ta chịu chưa nữa. Ai mà biết mày, bây giờ tôi tưởng gu mấy thằng đó phái già già sugar mama rồi. Thôi. Tưởng ngon chứ này vô khúc. Nó nghe nè. Cái gì nữa? Tôi thấy tôi không có yên tâm lắm. Ừ. Bây giờ student đứng ở đây chờ tôi. Ừ. Tôi về nhà, chúc tôi quay trở lại. Ừ. Làm cho thêm vài cái nữa cho người ta biết được. Yên tâm. Tại vì tôi qua bển tôi đâu biết nói tiếng Anh tiếng ngu gì. Ta nhìn vậy ta gọi cho ông. Ta gọi cho tôi làm gì? Ta gọi cho tôi để người tôi biết tôi thông dịch lại. Biết rồi. Mà tôi không có yên tâm, chờ tôi đi. Rồi. Tôi đi chút tôi quay lại. Rồi. Bye bye hàng xóm. I go home sớm tôi. And I will come back sớm này. See you. Cha nội này cũng mê cái thằng cha hăng rô cuốn 101 của tiếng Nga nữa. Chứ đâu mà ra mà thông dịch viên vậy mà đâm hơi dữ vậy. Không biết chuyến này tôi qua tới Mỹ gặp con tôi không nữa thì tôi lo hết sức luôn. Sớm gì người lạ không à. Bà Ngọt ơi, bà Ngọt em chào bà con cô bác. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là nhà phong thủy nổi tiếng nhất đấy ạ. À. Em tên là Trần Thị Tiêu Diêu. Em tốt nghiệp ở Đài Loan. Em có làm ăn ở bên Paris. Và bây giờ em về cái xóm này em đi coi bói dạo. Ta đã trời đất ơi, suốt ngày ra em cứ lo cho mọi người không. Chứ đến bây giờ em vẫn còn con gái trên cái xóm này. Nó nói em là người trinh nữ tên Diêu. Thôi bây giờ hôm nay là bà bạn mới đi xa. Thôi em sang em chia tay một tí xíu ấy mà. Bà Ngọt ơi, bà Ngọt. Ôi trời ơi, sao khung cảnh vắng lặng thế này? Người đâu rồi? Chả lẽ người đi rồi à? Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi. Còn gì đâu nữa mà có vui sợ. Cái gì đây? Cái sớm này không ai bình thường hết trơn á. Ê mắc mớ gì, tôi sắp đi rồi, vô đây bà hát nghìn trùng xa cách. Bà tưởng bà là Y Lan hả? Không, Y Lan là bà giáo của tôi. Mà tự nhiên ở đâu ra mà phọt ra giống như một cái ngọn núi lửa thế. Trời ơi, thì sắp đi Mỹ rồi mình phải hừng hực chứ. Nãy rồi. Giờ xếp đồ. À xếp đồ à? Xếp đồ đây. Đây này, để tôi sang rồi tôi coi bói cho bà đây này. Thôi bà ơi, tôi không có coi nữa bà ơi. Sao bà thế? Coi bói cho tôi có đúng đâu mà đòi coi bói hoài. Bà nhiễm ba coi phim rồi coi băng video nhiễm mà. Coi đúng bà. Đúng rồi nào? Rất là đúng đấy bà nhớ lại đi. Nhớ tôi, gì? Tôi nhớ bà nói với tôi á, là tôi sẽ ở căn nhà này 18 năm sau đó trai trẻ sẽ rước tôi đi. Có ai rước đâu. Bây giờ nè tôi nói cho bà nghe, tôi giải thích nhá. Thế bà ở căn nhà này bao nhiêu năm rồi? 18 năm. 18 năm. Đáng lý là con tôi nó bảo lãnh tôi cách đây 2 năm mà tại dịch vật đó, bây giờ là ở thêm 2 năm đó là 18. Đấy. Đáng lý là 16 năm nếu không có dịch là bà đi Mỹ rồi. Nhưng mà rời thêm 2 năm là 18 năm. Đúng. Ai bảo lãnh bà? Con trai tôi. Con trai bà thì nó là đàn ông trẻ. Đúng là 18 năm sau bà bỏ căn nhà, bà đi theo trai trẻ là con bà, đúng chưa? Ê, lúc tôi đẻ nó là con trai. Nó đi qua bển không chừng giới tính nó linh hoạt, nó đổi thành gái sao? Đây, đuối lý rồi cứ cãi vớ cái bệnh. Tôi không cần biết, nhưng mà khi mà nó đẻ ra nó là thằng cu, tôi chỉ biết là thằng cu thôi. Thôi vậy coi như cái đó đúng đi. Quá khứ bỏ sang bây giờ này, tôi mới coi hiện tại này. Hiện tại sao? Lo quá. Cái chuyến bay bà mấy giờ? 8 giờ tối nay. 8 giờ à? Tí xỉu dần mẹ thì thôi chết rồi, không được rồi. Trời ơi. Trời ơi, sao tôi bay mà người nào cũng qua tôi chết, tôi chơi trời. Chết chết rồi. Sao? Nếu mà bước cái chân lên máy bay đúng 8 giờ là máy bay nó rớt. Hả? Bây giờ làm sao? Hả? Bây giờ phải rời chuyến bay sang. Trời, làm sao mà cái thế lực nào mà tôi dời được? Hả? Rời phải rời sang từ 8 giờ nhá. Dời bao lâu? Sang 8 giờ 1 phút thôi. Ê cái con mẹ coi bói này thiệt luôn á. Có 1 phút thôi phải không? Không, 60 giây nó quan trọng lắm. Rồi. Mà tôi tính hết, tôi thương bà lắm. Trời ơi, tôi là chỉ cứu đời thôi chứ có ăn tiền ăn bạc gì, có ai đây. Tôi chuẩn bị hết rồi đây này. Ôi giời ơi, đây nhá, trả tiền bạc gì đâu. Đây tôi có 2 cái lá bùa này. Tôi ngâm vào trong dầu đậu phộng là 1 tuần nay rồi. Sờ cho nó trơn lắm. Bà ngồi xuống đây. Đây bà ngồi xuống đây nhá. Bà giơ chân bà lên. Giơ chân lên. Ôi giời tôi hôi thế. Đấy nhá. Bà cứ dán vào đây nhá. Đấy nó trơn ấy. Bà chạy đến đúng cái cửa máy bay. Bà cứ té chỏng gọng mà giơ 2 chân lên trời thì thế này. Té thì được mà 2 chân trên trời tôi đâu có làm được. Không phải thế mới được. Cái nhân viên nó tới nó mới khép 2 cái chân bà, nó kéo xuống nó dựng đầu bà lên. Coi như là trễ đúng 1 phút. Hay dữ ta. Là nó cứu được bà đấy. Hay ha. Đấy. Đây 600 ngàn 2 cái. Cái gì vậy? Mới nói con Phi vậy tính 600.
coi không tốn tiền là cái mồm tôi coi bói không tốn tiền thôi. À, còn cái này bùa là phải mua. Thôi đi, tôi không lấy đâu. Hả? Không lấy. Không lấy à? Thôi 400. Thôi dẹp đi bà ơi. Tù lao quá, hàng xóm nhau không? Muốn mà trễ máy bay đúng không? À. Bà yên tâm. Sao? Đây, tôi có tà áo dài để làm gì? Làm nhiều gì? Cơ hội lắm. À. Một chân đã bước qua máy bay rồi. À. Cái chân này còn dướng trở lại. À. Đúng không? Đúng. Lúc đó 8 giờ tôi đứng dậy. Nó vừa phen 8 giờ cái tôi rút cái giò này lại. À. Còn dướng là cái tà. À. Tôi đứng tôi rút lên từ từ. Tôi rút xong cái tà áo dài là 8 giờ 5 phút luôn. Đầy cá đằng sau áo dài thì cái như là con mẹ chài lưới. Có bài hết rồi. Thông minh thôi được. Yên rồi tâm. Cho không luôn nè. Ủa gì kỳ á. Rồi nhá. Rồi. Rồi đấy. Bây giờ quan trọng thế, bây giờ lên máy bay xong xuôi rồi xong. Yên tâm rồi đúng không? Ừ. Cái này là quan trọng nhất khi mà mình đến Mỹ. Ừ. Ui dồi ôi bà ơi, bà biết không, cái cuộc sống bên Mỹ nó bận rộn lắm. À tôi qua tới Mỹ bận rộn. Tôi bấm quẻ con bà nó không có đi đón bà, mà bà phải đi bằng xe buýt. Xe buýt là bên Mỹ người ta gọi là xe bớt sờ đấy, hiểu không? Đừng có bớt thờ mà là bớt sờ nhá. Bớt sờ. À bớt sờ nhá. Ừ. Bà leo lên xe buýt, nhưng mà cái vấn đề thế này nè, ở Mỹ đấy nó nhiều ma lắm, ma cỏ kinh lắm. Lên xe buýt hỏi ngay tên ông tài xế, ông nào mà tên Thọ là đừng có leo lên nhá. Được chưa? Tên Thọ là đừng leo lên. Nhưng mà thế này, bên Mỹ người ta không có nói tên Thọ là Thọ đâu, mà bên Mỹ nó nói là to, to, to. Tức là cái thằng cha nào mà to thì đừng có leo lên. Nhớ nhá. Đi qua tới Mỹ thằng nào to đừng có lo, đừng leo lên. Thằng nào nhỏ nhỏ quéo quéo leo lên. Đúng rồi. Chết cho tiên ngày với tôi. Đúng không? Thở nhỏ được leo lên liền. Nhỏ leo lên. Mình lớn tuổi rồi. Ừ. Leo đến thằng to nó vật là chết. Đấy. Đúng rồi. Cho nên cứ nhỏ mà leo lên. Cứ nhỏ mà leo. Đấy xong rồi. Bà biết không? Bà lên xe bus. À. Sau đó thì người ta sẽ đưa bà về một căn nhà số 24. Lúc mà bước vào nhà, bà sẽ có cảm giác đấy là cõi âm. Đằng sau nhà là bãi đất hoang sau nhà. Và lâu lâu bà lại nghe tiếng quạ réo vong hồn. Tất cả những chuyện ma này đều do Hồng Đào và chính tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn trình diễn. Ê cái con mẹ này, bà đó là bà mê ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Rồi bà nghe cái băng kể chuyện ma nha. Chứ con tôi không có bắt bớ gì mà ông đón tôi ngoài sân bay. Nhà nó có số 24. À? Bà gọi là ở Việt Nam này người ta gọi là bà Đau Ma đó. Là gì? Có nghĩa là bà nghe ông Nguyễn Ngọc Ngạn riết rồi bà yêu cái bóng cái hình của ổng. À. Nhiễm vô người của bà. Ủa nãy giờ là chuyện ma chứ không phải tôi coi bói cho bà. Chuyện ma. À. Bà chỉ là mê cái bóng, cái hình, cái tiếng nói thôi. Ừ. Còn tôi mới là đương kim vô địch nè. Tôi với ổng là bốn mắt nhìn nhau. Sao mà bốn mắt nhìn đâu được? Tôi coi Thúy Nga Paris by night. Trời ơi. Tôi mua băng gốc đàng hoàng. Trời. Mỗi lần mà tôi nhìn thấy ổng là ổng nhìn thấy tôi. À. Hai đứa tôi nhìn nhau. Ừ. Chiến này là 21 tiếng đồng hồ nữa tôi là vợ ổng rồi đó. Trời ơi, thôi đừng có bốc phét đi. Làm sao mà là vợ được? Tôi bay qua bển tôi coi show tôi gặp ổng. Gặp ở đâu? Người ta nói tổ chức cái show vậy, ổng chào tạm biệt ở Las Vegas. Ờ. Ổng vừa chào tạm biệt xong tôi đứng ngay trước cửa, ông mở cửa ra tôi vừa gặp ổng tôi hốt ổng liền. Trời ơi thôi bà ơi. Này, người ta có vợ rồi. Trời đất ơi. Cả xóm tôi đều biết. Nếu mà ông Ngạn có vợ, ổng đã giới thiệu lên sân khấu đứng rồi. Từ đó tới giờ giới thiệu chơi cho vui thôi. Còn ổng đứng kế bên bà Kỳ Duyên. Ồ. Đúng không? À. Thử mà tôi làm vợ của ổng thôi. Ổng mà đứng làm MC, tôi đứng kế bên vậy nè. Bà mà kế bên hàng kia, ổng farewell là đúng lắm rồi đó. Không, tôi nói là ổng Ngạn chưa có vợ. Ổng chỉ nói cho có thôi chứ bao giờ ai có vợ ổng Ngạn. À, có nghĩa là coi như là vợ chỉ là che đậy thôi đúng không? Che đậy thôi. Trời ơi, bà có. Hay quá. Ôi giời, té ra là cuối đời tôi mới biết là ông Ngạn bóng à. Hả? Trời ơi, thì vợ chỉ là người ta chào tạm biệt rồi mà bà còn dính cái bóng nữa. Thì đánh bà bạn vợ là che đậy thôi. Che đậy vậy thôi, tại vì ổng là mấy chục năm mà ổng làm cho tôi nghe. Ổng à. Không có thời gian. Kỳ này ổng lấy tôi. Chứ ổng không có bóng. Ổng giờ hơi già chút xíu. Giống như cái vòi nước ở xóm mình á. Nó hơi ngoẻo. Mà mình muốn xài thì mình giặt vòi nước lên. À, cái vòi ở đâu nghe em nha Minh. Cái vòi nước màu vàng vàng mà nó éo queo á. Mà vặn ra này nó cứ nhỏ. Bà vặn lên đi, bà vặn lên đi. Vặn ra này. Vặn lên. Đấy, nó cứ nhỏ giọt giọt. Nhỏ giọt. Nhiều khi nó ra tia hai vòng nữa. Cái yếu yếu thôi mà xài được. Xài được. Nói chung là tôi cũng thương, thích ông Ngạn lắm. Nói chung là hai chị em mình là cùng gu. Nhỏ nhỏ xinh xinh mà. Chứ ngày tôi qua tới, chứ ngày tôi qua tới thì gặp ổng. Ừ. Tới đâu không cả. Mà lo chuyện trai với gái yêu cái đường. Ủa gì kỳ vậy trời. Nãy tôi tạm biệt hai người rồi mà sao hai người còn xuất hiện ở đây. Tôi chơi bà. Tạm biệt cái gì. Tôi về nhà tôi dọn dẹp. Bà đuổi tôi về chứ tôi đi đâu. Tôi ra nhà bếp tôi dọn dẹp. Nhà bếp tôi thấy chai dầu phụ lại nhỏ xíu vậy nè bà cho tôi. À.
Rồi cái tôi vô ngủ, tôi thấy cái chai dầu xanh nhỏ xíu vậy nè, bà cũng cho tôi. Rồi sao nữa? Tôi ra phòng khách, tôi thấy cái dầu nóng chút xíu vậy bà. Cái chai nào cũng lùng đùng lủng đủng á, tôi thấy giống bà quá. Chứ tôi nhớ bà, tôi chạy qua. Mẹ này có duyên chết liền luôn rồi. Nhưng mà tôi nói bà nghe. Thôi đừng có buồn. Không, tôi buồn. Nguyên một cái xóm của mình. Ủa mà ông qua đây làm chi vậy? Không. Tức giờ về tới nhà xong đã suy nghĩ ra làm mẹ sao này để hết sự tu đình rồi. Đây, đi máy bay có cần gì, dơ lên. Go number one. Go number one là cái gì? Go number one là mình đi nhẹ nhẹ đó. Ờ. Mình cần lấy để mình đi go number two. Wow, hay quá, số một luôn. Mấy người nè, nguyên một cái xóm của mình ai cũng dễ thương hết trơn á. Tôi nói nghe, biết vậy thôi. Chứ tôi là tôi chuẩn bị chu đáo lắm. Hàng xóm thương yêu tôi trơn, tôi biết bà nè. Hay ăn tầm bậy tầm bạ, cho chai dầu sức do đỡ đau bụng. Thường thế, bà dẹp quán chè rồi tôi đâu ăn chè thiêu bà nữa đâu mà đau bụng. Chè thiêu nè, mẹ vô duyên à. Chè nước dừa thôi mà còn không chè đau bụng. Chè ế buổi chiều phát ngượng bịch mịch đó. Trời ơi, chứ thiêu đâu. Còn cái này á, là cái hột quẹt à, tôi tặng cho ông, tại ông thích cờ Mỹ, có cờ Mỹ nè. Ôi trời ơi. Đó, cái hột quẹt nè, thấy không? Trời đất ơi. Đó, đó, thấy không, ngon lành không? Để dành ông hút thuốc, ông nhớ tới tôi. Ê, nói nghe nè. Cái hột quẹt này để hút thuốc hay để đốt nhà? Cha nội này hút thuốc mà. Tôi bỏ hút thuốc rồi. Sao vậy? Người ta nói là hút thuốc không phải là ngầu. Hút thuốc là để đi cầu đỡ thôi. Còn cái này quan trọng nè. Sao? Bà lỡ giá, không có chồng. Đúng rồi. Chồng mà chết rồi. Chồng chết mất tiêu rồi. À, chết mất tiêu hả? Ừ. Này bà nói nghe. Cái có vợ không? Ở không rồi tối nhớ đi vòng vòng đồ gì. Có cái trai nào người ta vớt bà không? Chứ để ở vậy tiếc lắm. Còn ngon cơm. Ngon không? Ngon. Mà đi mình sợ lạnh. Cái tật của bà hay trúng gió, tôi hay cạo cho bà. Nay tôi đi Mỹ rồi ai cạo. Tôi có mua cho bà cái khăn. Rồi bà choàng vô trong người cho nó ấm áp, nghe không? Trời ơi, ấm quá ha. Ừ. Mà cái ấm này ấm tình làng nghĩa xóm nữa cơ. Ừ. Nhưng mà thế này này, tôi không thích lấy khăn đâu. Sao lấy vậy? Khăn nó giống như là có một cuộc chia tay ấy. Ờ. Tôi vẫn còn muốn là gặp lại bà. Tôi thế này nhá, mình cứ làm bộ như mình mua cái khăn 1.000 đồng. Đúng rồi, 1.000 đồng, 2 đồng tiền lẻ rồi gì, giống như mua cái khăn vậy đó. Ừ, đấy. Cho có tình. Trời ơi, sao 1.000 đô là nhiều vậy? Sàng đấy. Cần cái gì thì xài, chứ không phải động chút nữa là cứ phải xin con. Cứ lấy xài đi, đừng có xin con. Ờ. Lấy tiền ra mà xài. Lấy tiền trả nợ cho tôi đi má. Thôi mà để dành đi. Để tôi nữa tôi đi Việt Kiều, tôi dở về tôi trả tiền cho bà cho nó có kết nối. Đấy, đấy đừng có xin con nhá. Ừ, thôi tôi cứ giữ đây, đây coi như là món quà. Đây này, đây này, cái chuyện này nó cần thiết lắm. Con tôi nó có tiền dữ lắm. Không không, thấy nhưng mà tiền là chuyện thế này này. Bà nói bà đi Las Vegas đúng không? Đúng rồi, bà gặp ông Ngạn. Ông Ngạn đúng không? Ừ. Thì bây giờ lên đấy nó có nhiều cái quán hay lắm. Ừ. Tôi nghe kể mà. Đây là cứ vào đấy nhá, đèn tắt tôi thui. Ừ. Toàn là con trai không? Ừ. 18, 20 không? Mà là nó cởi trần cơ. Già nó láng thế này này. Ấy rồi nó nhảy nhạc chứ coi như là con mình lấy tiền. Ồ bà đi chưa mà sao bà biết? Hả? Bà đi chưa mà biết? Cho mấy cái người đó. Bò nhét vào cái cối khe nào cứ nhét vào cái khe đấy. Tôi đi Las Vegas tôi không coi mấy cái thằng đó. Sao thế? Tại tôi không mê thằng đó, tôi có mê ông Ngạn à. À thế à? Mà ông Ngạn bây giờ ông già ông héo queo đâu có khe đâu mà nhét. Hay. Khó lắm bây giờ cái ổng là bây giờ thả lên nó trượt xuống vậy nè. Không nó như cầu trượt vậy đó. Làm sao đấy? Thì bây giờ tôi qua tôi coi tình hình nó làm sao. Càng già mới có chỗ khe nhét đúng không? Già là nó sụp xuống nhiều khe. Là nhiều khe lắm mà chả lẽ đi tiền mà nhét cho khe trai mà lấy xin con đúng không? Ừ. Cho nên là để lấy tiền thì cứ thế là nhét. Coi nó cũng kỳ đúng không? Kỳ đúng thôi, rồi. Tôi cứ giữ đây. Thành coi quá. Như là mấy bạn già tôi tặng để dành kỷ niệm. Rồi đúng nghe. Rồi. Rồi khi nào về giờ tôi ấy. Rồi bây giờ chuẩn bị hết trơn rồi. Đi đi đi. Đi đi. Phiên đồ đi. Ra phiên đồ không để chạy giờ. Đây đây. Chú này là cái này này. Xong rồi tôi để cái này. Tôi chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Ê, ở trên nó nói nghe nè, ông xã tôi cái thùng. Còn tôi cái vali rồi, nhưng rồi. Mà ổng hay khoái bận đồ chiếu đồ hộp kim sao lụ với ba cái đồ gắm này nè, không biết hải quan nó có cho qua không. Cho qua hết. Tôi gọi rồi nó nói ok no problem. Ồ vậy hả? Cho hết. Vậy bây giờ tôi chạy cho tôi kêu ổng nghe. Lấy đi đi đi. Thôi thiệt tình luôn rồi. Sắp tới giờ đi rồi, sắp xếp đi rồi. Sắp xếp giùm tôi khi cái thùng này đây đây. Tôi bà đẩy cái này ra ngoài đó, cái này đây đấy, cái này đây lên đi đấy, đây đây đây. Đi là phải đi chung chứ, đúng không? Đâu có bỏ ông lại nữa. Đó là phải có đầy đủ. Đi là phải đi đầy đủ, đúng không? Dù gì ổng cũng cả hành trình bao nhiêu năm,
với tụi mình. Không đi được, tôi bỏ ông vô cái túi, tôi quặng ông đi, đi đầy đủ nha. Thôi đừng có buồn mà. Hổng Trần Khúc này á, ổng đang nhậu với lại cha luật sư Trần Trần Trị. Hai người đang say đó. Cha nội này là cha giờ cha thanh thản nhất. Thôi bà nói đừng có buồn, thôi đừng khóc, mình đi kệ mấy bà. Tôi yên tâm rồi. Yên đó, tâm vô đi. Nghe tiếng đờn không không? Đang đờn cho Phi Nhung ca. Thôi bây giờ bỏ vô. Rồi, yên tâm đi. Nha, đừng có buồn. Tôi đi rồi tôi sẽ đi, đi ra ra ra. Quải ông đi. Rồi chừng nào cái người chủ mới mới tới. Yên tâm. Ông chủ mới á, ổng sẽ nói ổng tới đây. Cái như hành trình cuộc đời của ổng sẽ bắt đầu từ cái nhà này. Cho nên giờ mình dọn nhà đi lẹ lẹ. Để tới giờ người chủ mới người ta vô. Rồi rồi rồi, đi đi. Rồi, đi. Đi đường này, đường này, đường này. Rồi, tôi đi nha. Dạ, chào bà con. Sao tôi là Việt Kiều đó. Đi nha. Quý vị chắc còn nhớ Việt Hương Hoài Tâm. Lần đầu tiên tôi viết vở kịch Tiệm Chè Hảo Ngọt cho hai người diễn cái vở kịch đó. Cho nên bây giờ với Hồng Đào, Trang Thanh Lan, Việt Hương Hoài Tâm, Chí Tài, Kiều Linh, đó là tất cả những khuôn mặt mà quen thuộc của nhóm kịch Thúy Nga. Dĩ nhiên là Hoài Linh là cũng là những vở kịch rất là xuất sắc của chúng tôi. Thì hôm nay nhóm kịch đó còn lại mấy người ở đây đã trả lại cho tôi những cái vai mà tôi đã tạo dựng nên họ. Xin cảm ơn nhóm kịch đã làm sống tất cả những cái kịch bản của tôi. Bây giờ mời tất cả thay mặt nhóm kịch của Thúy Nga, riêng Việt Hương thì chắc là ít năm nhất, chị Đào với chị Trang Thanh Lan là nhiều năm nhất, và đây là Việt Hương với Hoài Tâm đã 14 năm và làm biết bao nhiêu cái kịch bản của chú và gây nên cái được tiếng vang rất là nhiều từ những kịch bản của chú. Tụi con xin đại diện cho tất cả các anh em còn hay đã mất, cảm ơn chú rất là nhiều đã ở cạnh tụi con như một người cha già dấu yêu. Thưa quý vị khán giả, anh Ngạn biết không thì em có một cái may mắn là em là người đầu tiên đóng kịch của anh Ngạn viết, và em là có một thời gian rất dài là đọc truyện chung với anh. Thì nghe chữ chia tay thì ai cũng buồn hết á. Nhưng mà khi vừa rồi mấy hôm nay này, em thấy là Las Vegas mình tràn ngập những người Việt Nam, và rất là nhiều khán giả nói với em là ôi trời ơi, ông Ngạn ông sắp chia tay, tôi về tôi mở kịch của ông tôi coi, rồi tôi coi Paris by Night, tôi coi hết của ông như thế. Thì em nghĩ nè, tất cả những cái sản phẩm văn, những cái tác phẩm văn hóa của anh để lại, thì em nghĩ cho dù là anh có chia tay chăng nữa thì những cái tác phẩm văn hóa đó em nghĩ là đến 100 năm, 200 năm, 300 năm vẫn có người thưởng thức, vẫn có người học hỏi cho những cái thế hệ sau. Và cái điều đó là cái điều mà một đời người, quá nhiều cho một đời người để lại. Thì tụi em xin rất là cảm ơn anh và chúc anh có nhiều sức khỏe. Đây là bây giờ thời gian để anh enjoy nè, đi casino anh, đi vacation anh, tất cả mọi thứ. Cô nói vậy là dư rồi. Dạ. Tại vì nếu mà cứ để cô đứng mãi thì cô nói đến sáng mà không được. Không nhiều quá đúng không anh? Vâng, nó nhiều vở kịch quá. Dạ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tất cả sự ủng hộ quý vị dành cho nhóm kịch Thúy Nga bao nhiêu năm qua. Rừng đón Việt Kiều có khác anh hai, trời ơi hoa vẫn còn chờ đón. Ô anh hai về. Em anh gì sao mùng một Tết không về, em mặc cái bộ dài từ mùng một tới nay chưa tắm luôn á. Trời đất ơi, mười mùng luôn rồi. Mà hôm bữa bạn bè tới đây đông lắm mà sao anh hai không về ngay mùng một Tết? Tao thất nghiệp về giờ nào là không được nghe nhớ. Nhưng mà cẩm nang du lịch Việt Nam có dạy, dạy gì? Việt Kiều khôn ngoan không bao giờ về đúng ngày Tết. Sao vậy? Tốn tiền nhiều tiền lì xì lắm. Sao giờ anh keo kiệt dữ vậy?
Mày nói vậy là quan cho tao rồi đó nha. Tao kẹo từ hồi nhỏ chứ không phải giờ mới kẹo đâu. Bởi vậy lấy bà nào bà cũng bỏ hết trơn á. Nhưng dù kẹo cách mấy, về đây anh vẫn có quà cho em. Cái gì vậy? Đây, 30 kg cherry hàng cao cấp. Trời ơi, dân Việt Nam mà được 30 kg cherry là phải hát liền. Cái này mới đúng là anh cho em mùa xuân 30 kg cherry bò trong cái vali. Mày định hát nha, nhức đầu quá. Ủa vậy hả? Bởi vậy em hát karaoke vậy, sớm mắt em tắt hoài à. Sao rồi? Dạ? Cái chuyện mà anh nhờ em làm tới đâu rồi? Trời ơi, anh hai đã nhờ rồi là em phải làm chu đáo nha. Ừ. Em định đi ra ngay chỗ mà tìm bạn bốn phương hoặc là làm mai á, em đăng ký cho anh, nhưng mà em nghĩ rồi, trước sau cũng đưa tiền cho chúng ăn, mà ngày xưa em làm thư ký với chồng em biết tẩy người ta rồi. Ừ. Cho nên thôi, em nhận cái việc làm mai này luôn, người ta đã gọi là trong cái tứ ngu đó. Tứ ngu là cái gì? Ông bà có câu làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu, tứ ngu. Làm mai lãnh nợ thì anh biết. Ừ. Nhưng cứ gác cu thôi chưa biết. Ông đang nghĩ gì trong đầu ông vậy? Tao đang nghĩ cái mày đang nghĩ đó. Ây bà, gác cu cầm chầu đây là cái con chim cu mái á. Ừ. Hiểu không? Ừ. Người ta mới để người ta lưới lại chứ không phải là cái lồng nha. Ồ. Anh muốn bắt được cái con chim cu đực á, anh phải để nó. Nó có tiếng gáy kỳ lắm, hiểu không? Gái cái sao? Giống mái nó có cái tiếng kêu kỳ, nó cứ cái ghê con... vậy? Ờ, cái con chim cu đực á, nó mới bay tới, người ta mới chụp lưới, người ta bắt được con chim cu đực. Ồ. Hiểu không? Người ta gọi là gác cu. Gác cu là mình ngồi im vậy nè, hiểu không? Nhìn con chim nó hoài luôn, không có được đi đâu, không được tắm rửa ăn uống gì hết trơn á, cho nên ta gọi là tứ ngu. Nó cũng giống như là mai vậy đó. Hở là mai mà được hạnh phúc á, người ta không ai khen hết trơn, mà làm mai mà thất bại một cái, có chuyện gì nó lôi mày ra nó chửi, hiểu không? Yên tâm, mày làm kiểu gì cũng được, miễn là có hiệu quả là ok. Hiệu quả chứ, em đã viết rồi, em viết một cái tờ giấy ha, chỉnh chu hết trơn, em sửa từ chữ em mới để lên trên mạng. À. Trời ơi, nó giật sạch trang mạng của em luôn. Mày viết cái gì mà dữ vậy? Ừ, em viết phải mình phải giật tít liền. Sao? Em đề vô liền là thanh niên 60 tuổi. Chữ nghĩa mày sao vậy? Sao vậy? Thanh niên tức là tuổi đôi mươi. Thanh niên gì mà 60 mày? Thì bởi vậy anh phải giật tít như vậy đó, gọi là giật tít ở Sài Gòn mình nó ghi vậy, hiểu không? Là mình phải nói vậy cái người ta sốc, người ta vô người ta coi. 60 tuổi là thanh niên sống lâu năm. Đề ở dưới nè, Việt Kiều Mỹ in đậm. Xong còn đề thêm chữ nữa, chán ăn McDonald's. Thèm mắm ruốc Việt Nam. Là sao? Cái mắm ruốc á, hồi hồi á, chấm xoài mút 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 nè, hết rồi mắm ruốc mà còn miếng xoài đó. Mày nói nghe không có cao cấp gì. Mày phải nói là tìm bạn gái quê nhà. Có rồi, em ghi rồi, mọi giới tính đều được tham dự. Trời ơi, mày nói vậy bóng gió ô môi nó nhào vô là chết cha tao. Đang thời của mấy đứa đó, cứ ghi vậy đi, nó vô nó chửi. Trong lúc nó chửi là có càng nhiều người coi là càng thành công. Mà em có mở ngoặc rồi, phụ nữ từ 13 tới 53. Bỏ đi, dưới 18 tuổi lỡ tù đó mày. Anh kiếm bồ chứ đâu phải kiếm vợ lấy liền đâu mà sợ. Anh cứ giật tiếp là 13 đi chứ 53 đi, hiểu không? Rồi mẹ của những đứa 13 nó vô nó chửi anh. Trong lúc nó chửi tan nát thì mấy bà mà chưa có chồng á, mấy bà mà gọi là mẹ đơn thân đó, single mom đó, phải vô trong lúc bà chửi tan nát thì cũng ít nhất cũng phải có 5-70 bà, hiểu không? Đồng ý làm giấy tờ giả với anh. Nè, mày thêm cho tao cái này. Thêm gì? Ưu tiên cho những cô gái mồ côi không cha không mẹ không anh không em. Nó nghe nè, sao tự nhiên anh thương trẻ mồ côi đột ngột vậy? Thương mẹ gì, tao sợ bảo lãnh họ hàng nó qua lắm. Anh sống có đạo đức ghê vậy nè. Chứ tao thiệt tình tao nói mày á, tao về đây lần này á là tao không có nhắm kiếm vợ hay là bạn gái. Biết rồi. Mà tao chỉ nhắm kiếm tiền thôi. Biết rồi. Mày kiếm đại mà con mẹ đại gia là sồn sồn đó, chịu khó chi tiền cho tao làm giấy tờ giả đưa qua Mỹ. Ê ghê quá à. Anh giống như bán thân vậy. Trời ơi, bán thân thì được giá tao mới bán chứ mày. Thân tao như vậy đâu tính giá bèo được. Trời ơi, thân anh bộ ngon. Ê anh. Gì? Anh yên tâm đi, nói gì nói chứ hôm qua tới giờ em kiếm được cho anh hai người. Hai người rồi. Dạ, hẹn hôm nay tới đây. Ừ. Mà em chỉ hỏi anh lý do nè, tại sao nhà cửa em gái anh, gái ruột đây sao em không, anh không ở với em, anh ra khách sạn ở làm gì? Chồng mày đâu có ưa tao. Làm gì không ưa anh? Hồi xưa nó ưa chứ bây giờ nó thù tao suốt đời. Mắc gì thù? Tại tao xuống nó lấy mày đó. Mắc gì rồi lấy tôi rồi nó thù anh. Lấy tôi hiền lành dễ thương vậy mắc gì thù tôi. Mắc cười quá đáng, ổng đi về không biết tôi. Thôi mày ơi, tao giỡn thôi, mày làm gì dữ vậy.
Tại vì sức khỏe tao lúc này xuống lắm, phải không? Đêm tao ngủ không được, thức dậy hoài à. Mà sao ở vậy? Nhà tụi bay vậy đó, tao lục đục nửa đêm, tao sợ tụi bay ngủ không được. Anh bị cái gì? Tao không biết nữa, mà lúc này sao mấy tháng nay tao đau lưng quá trời luôn. Đau cột sống hả? Không biết nè. Cho mày coi. Cái gì đâu, dở coi coi. Trời ơi. Sao lông bát mà dán 6 miếng luôn hả? Trời ơi, có dán xuống đít luôn không? Mày ơi. Nhỏ này vô duyên. Anh em với nhau mà nhỏ tôi với anh cũng tắm chung mà, nó nghe đã anh hai. Sao anh bệnh nặng dữ vậy? Cái lứa tuổi của anh bây giờ mà dính đến cột sống á, mà cái mặt của anh mà giờ ngồi xe lăn là về Việt Nam chỉ có bán vé số à. Thấy thương quá à. Anh ơi, anh bị vậy rồi nó có bị đau xuống xương cụt luôn không? Xương cụt là xương gì? Cái xương cuối cùng của cái con người đó, mà nếu như loài chó là nó mọc cái đuôi đó. Tao tát mày chết rồi mày. Sao vậy? Mày coi tao như chó. Trời ơi, năm nay năm tốt mà, phải dí với chó chứ, còn mình là cái xương cụt đó. Anh ngồi có bị đau, có dán đó không? Có, tao dán tuốt cái này lận. Dán vậy rồi con nào ăn mà không ải rồi dán vậy đi được không? Sao mày hiểu chuyện hả mày? Không phải, em sợ hư toilet lát ngồi nhớ lột ra nha. Con nhỏ này hà tiễn gì, hà tiễn kỳ cục. Bây giờ bệnh mà, bệnh gì kỳ cục chứ bệnh mà. Tao nói cho mày nghe, tao bây giờ trên 50 rồi, phải scan đủ thứ. Nào là CT scan rồi MRI. Phải chạy qua một cái máy ha, mà từ đầu tới chân là nó biết mình bệnh gì hết. Nhưng mà ngắt cái bên Mỹ bây giờ nó khó khăn lắm. Bảo hiểm á thì phải chờ, hẹn lâu lắm. Mà tiền mặt thì tao không có đủ. Anh khám bên Mỹ làm chi? Sao? Trời ơi, bây giờ ai người, mấy người mà có tiền á, Việt Kiều rồi gì, người ta về Việt Nam này, nghe Bình Tân nè, có cái bệnh viện lớn xịn lắm. Bệnh viện Bình Tân lớn lắm hả? Bệnh viện gì? Bệnh viện CI hết. Nghe tên thấy ghê vậy mày. CI có nghĩa là chữa bệnh sẽ hết đó. Đây nè, hôm bữa vợ chồng em mới kéo khám nè. CI. Trời hết. Ơi bà ơi, CIH có nghĩa là City International Hospital. Thấy chưa? Mày đọc cái gì xe hết vậy? Ai biết? Thì quốc tế City. Trời ơi, tôi đâu có biết Anh văn đâu. Tôi thấy chữ cờ nè, chữ Y nè, chữ H nè. Tôi đọc là CI hết, chữa sẽ hết đó. Hay lắm cái bệnh viện này. Đồ ơi, đồ xịn, công máy móc của Singapore, Nhật Bản. Đó, mà quan trọng là nó tọa lạc ngay Bình Tân luôn. Nè 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 nè. Hả? Bệnh viện quốc tế City nè. Tọa lạc tại khu y tế kỹ thuật cao. Đúng rồi. Hoa Lâm, Sài Gòn, Việt Nam. Với phương chấm nè. Phương chấm gì? Tất cả vì người bệnh. Đó. Nói nghe nè, bữa vợ chồng con cái em vô, chồng xếp hàng chụp toàn thay hết rồi. Cái gì? Chụp toàn thân cái gì toàn thay, mày nói thì ghê. Tại cái này nó toàn thân là chứ chụp hình bình thường, còn này nó scan đâu trong người mình luôn. Vậy hả? Bệnh gì là lòi ra hết, máy móc hiện đại như là bên nước Mỹ của anh đó. Vậy hả? Ngon. Ê. Hả? Cái gia đình mày đi chụp chắc đỡ tốn tiền lắm á. Sao vậy? Bị vợ chồng mày mỗi đứa có thứ mốt mà nằm chồng lên nhau chụp một lúc. Chụp kia 2-3 lần. Tụi lao cho nội, chụp xịn lắm. Người chụp 8-5 tấm ở trên lầu rồi, gia đình em trong sạch. Kể như không ai có bị bệnh gì hết trơn, ngon lắm. Em dẫn anh hai tới đó, chỗ đó giờ ngon lắm. Thôi được. Nhưng mà tao hỏi nè. Gì? Cái bệnh viện này có chắc không? Chắc. Cái này á là tôi nói chắc hoài là nó nghe đó là chắc. Singapore và Nhật Bản. Cái gì? Chắc chứ sao không chắc? Đấy là một cái bệnh viện rất là chu đáo, an toàn. Vì vừa rồi tôi có qua đấy, tôi kiểm tra ung thư vú rất là tốt. Chào chị. Ừ. Chào chị. Dạ. Xin lỗi chị, có phải là chị Phượng không? Dạ em là Phượng đó chị. Chị Phượng đây à? Dạ. Hôm qua tôi có nói chuyện với chị đấy, chị có nhớ không? Dạ có. Chị là xin giới thiệu với chị. Dạ. Tôi là Bạch Tuyết. À, Bạch Tuyết. Ừ. Bảy chú lùn đâu? Vậy người ta phụ nữ nói vậy người ta buồn kỳ cục quá. Bà lùn vậy đâu có cần chú lùn chi nữa. Trời ơi, cái gì mà mới vừa vào bị dập tưng vậy? Chị quá tươi về. Công nhận chị Bạch Tuyết đúng giờ dễ sợ luôn á. Thì đúng rồi, tôi là dân business mà. Dạ. Làm cái gì cũng phải đúng giờ. Tôi làm ăn đối tác với người nước ngoài nên giờ giấc rất là chính xác. Ủa chị làm gì với người nước ngoài vậy chị? Tôi buôn bán cháo lòng. Ủa sao cháo lòng mắc mớ người nước ngoài? Thực ra là cái Z tô răng nhà tôi đấy, nó có nhiều món ăn, nhưng mà cái món chủ đạo của chúng tôi đấy là món cháo lòng. Mà khách phục vụ của chúng tôi đấy là du khách nước ngoài. Mà người nước ngoài thì họ đâu có biết thưởng thức ẩm thực Việt Nam đâu. Ngon hay dở, họ cứ húp cái giọt thế là xong. À. Chúng tôi giàu nhanh chóng nhờ vì đấy. Cô nói đúng đó. Ừ. Ngay cả vấn đề nhan sắc của phụ nữ Việt Nam, họ không có biết phân biệt ai xấu ai đẹp hết trơn. Tôi có cái ông bạn người Mỹ nha, ông có bà vợ nhìn thấy ớn vậy đó, mà đi ra đường có nói, oh, you are so beautiful. Dạ, đúng rồi.
rồi, đàn ông nước ngoài là khen vợ luôn mỏ mà nó bỏ liền tay. Bỏ bữa nào không hay, còn đàn ông Việt Nam mình cả đời không bao giờ thấy khen, mà cả đời không bao giờ dám bỏ. Ê, à, mày lấy Mỹ nào mày biết hay vậy? Có, em nghiên cứu vậy thôi, tại biết đàn ông Việt Nam chung thủy lắm. Nói chung là sợ bỏ chia gia tài đấy mà. Thế nãy giờ nói chuyện với chị Phượng đây tôi biết rồi, nhưng mà tôi xin lỗi, người đàn ông cứ đâm ngang đâm dọc này là ai đây? Xin hân hạnh giới thiệu với cô, tôi là Đinh Tài Phùng, Việt Kiều Mỹ. Ồ, Đinh Tài Phùng, nghe tưởng là Việt Kiều Đài Loan chứ. Dạ, Việt Kiều Mỹ chị, dạ mời chị ngồi. Dạ, dạ cái tên thôi chị, em trân trọng giới thiệu với chị, đây là anh hai của em, Việt Kiều Mỹ. Anh hai của cô ạ? À? Dạ. Mới nghe qua tôi cứ tưởng là, tôi tưởng là bố cô đấy chứ. Già quá. Dạ. Bố em mà sắp sửa làm chồng tương lai của chị á. À, thực chất ra thì tôi cũng biết rồi. Dạ. Hôm qua tôi có lướt trên Facebook của cô thì có biết là giới thiệu ông anh đây là Việt Kiều Mỹ, đã chán ăn mặc Donald, muốn tìm bạn gái Việt Nam ở quê nhà. Xin giới thiệu với ông anh, em là gái đẹp Việt Nam quê nhà, đã chán ăn cà pháo mắm tôm và muốn lấy chồng Mỹ. Chứng minh đẹp đôi. Trời ơi, chị ơi chị. Dạ, anh hai em cũng gian dở mấy lần rồi, giờ ổng sợ phụ nữ lắm rồi chị. Thực ra thì tôi cũng dở gian mấy lần rồi, tôi cũng chán đàn ông lắm rồi. Tôi chán lắm. Nhưng mà tôi thấy đàn ông mà tôi cứ như sắp sát lên, đấy là cái bản chất của tôi thôi. À, bản tính chị hả? Chứ thực ra tôi cũng không thích gì lắm, vì tôi tắt lửa lòng lâu rồi. Mà nếu sau này tôi có thích đàn ông á, thì cái gu của tôi phải là một két trẻ. Đấy, như anh chàng đang ngồi dưới hàng thứ hai kia kìa. Ôi dồi ôi, đô con bụng sáu cục vạm vỡ. Thích quá. Đấy, mặc qua lớp áo vét thì mình nhìn vẫn còn gợi cảm thế đấy. Cứ như xin lỗi ông anh, cỡ ông anh đây á, hết đát rồi. Trời, vậy anh của tôi cũng của không có nhu cầu, cho nên là giờ mình chỉ cần làm giấy tờ. Dạ, để bảo lãnh đi qua nước ngoài chị. Ồ, tôi biết mà, hôm nay mình đến đây là để mình nói tiền chứ đâu phải nói tình đâu. Dạ, đúng rồi. Cô đúng là thông minh. Dạ, anh em tôi đã bàn bạc rồi, số tiền là 60.000 đô Mỹ. Cái gì? 60.000 đô la Mỹ? 60.000. À, tôi là dân business thì tôi cũng không có so đo buôn bán gì. Nhưng mà cái nào nó phải ra cái đấy. Thời buổi bây giờ nước Mỹ đâu phải là thiên đường nữa đâu mà lấy 60.000 đô la. Bây giờ từ ngày ông Donald Trump lên làm tổng thống đến giờ, người Mỹ người ta ùn ùn, người ta kéo qua Canada, người ta sống với ông Ngạn hết rồi. 60.000 đô la là hơi phi lý đấy. Cô à, cô thấy vậy thì không có mắc đâu. Tôi đưa cô qua Mỹ là chỉ làm đầu cầu thôi. Mấy mốt cô vô quốc tịch, cô sẽ đưa cả dòng cả họ cô mấy chục người qua. 60.000 đâu có mắc cô. Thì đúng rồi, nó không đắt. Nhưng mà tôi thì không muốn mang tiếng lại bị lừa. Cái đời của tôi chỉ lừa người ta thôi, chứ không ai được lừa tôi nhé. Đấy, thường á, tôi biết là cái giá mà làm mà hôn thú đi Mỹ là 50.000 đô la thôi. Mà có nhiều người may mắn chỉ tốn có 20.000 đô la thôi đấy. Vậy? 20.000 đô la? Ừ. 20.000 chắc đi qua Bắc Hàn á. Bà ôm bom nguyên tử hả bệnh hả? Trời, ôm bom bên đấy cho banh xác hả trời? Vậy thôi, nếu chị cảm thấy 20.000 chị kiếm người khác làm đi, chứ anh em tôi là coi cancel chị nha. Để này, tôi gọi này điện cho người khác. Phượng, Phượng, từ từ bình tĩnh, từ từ khoai từ nó mới nhừ. Chuyện đâu còn có đó. À, bây giờ tôi chắc giá như này nhá. 50.000 đô la. Cô cứ làm tốt hết mọi việc cho tôi đi, tôi sẽ cho cô 30 triệu. Ủa sao có 30 triệu vậy? Thì lý ra là tôi bo cho cô nhiều đấy. Nhưng mà tại vì lúc nãy vào đây ấy, cô bảo là tôi lùn quá, bảy chú lùn cần gì nữa. Thế tôi giận quá. Nhưng mà nói gì nói cho cái số tiền mà để phải trả cho cô đấy là cái người này chứ không phải là tôi nhá. Nhưng mà cô, tôi để lo cho chị chu đáo chứ mà. Thì biết rồi, cô chu đáo nha. Rồi tôi sẽ trả cho cô rất là đàng hoàng nha. Cô này đúng là một doanh nhân kinh nghiệm, quyết định mau lẹ quá. Vậy là anh đồng ý là em nhất trí nha. Anh đồng ý. Dạ, vậy là giá là 50 hả chị? Thì bây giờ đồng ý rồi. Coi như là mai mốt tôi sẽ đưa tiền cho ông anh. Dạ. Chúng mình phải làm một cái bản hợp đồng hôn thú giả với nhau, để khi mà qua Mỹ mình minh bạch. Nhưng mà mình phải set up một tí. Là mình á, tôi về nhà ông, tôi ở chung với ông, để cho cơ quan di trú Mỹ nó khỏi nghi ngờ đấy mà. Dạ, những điều mà em muốn nói là chị nói rồi đó, chính xác đó chị. Quan trọng lắm. Nếu như mà người ta không có tin ha, là người đầu tiên bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ là chị, còn anh của tôi là đi tù.
Cái điều đấy tôi không lo bằng cái điều khác. Điều gì nữa? Cái điều tôi lo là tôi về tôi sống chung với ông này một thời gian này. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một thời gian ông nhìn cái sự hấp dẫn của tôi, rồi ông mê tôi, rồi mình lại làm vợ chồng thật. Khi đấy ông phải lôn ra 50.000 ông trả tôi đấy. Chị ơi chị tự tin về nhan sắc của chị quá à. Nhưng mà tôi tin anh tôi mê 50.000 hơn mê chị. Em tôi nói đúng đó chị. Bà lo xa quá. Tôi chỉ sợ là bà ở bên cạnh tôi đó, lâu ngày rồi bà cầm lòng không đặng. Hả? À. Bà mê tôi thì tội nghiệp cho bà lắm. Trời ơi. Thôi rồi bà không ăn rồi, bây giờ xu thế người ta là ta mê kép nhí, kép trẻ. Tài tử Mỹ, ca sĩ là đều là lấy chồng trẻ. Đấy, bà thấy không? Cái bà mà vợ ông Tổng thống Pháp đấy, bà hơn chồng bà 24 tuổi. Trời ơi, làm sao mà lấy ông này được? Ông này là già khú, già sa khắm hết đát rồi. Dạ, vậy thôi em cũng mừng là anh chị không có yêu nhau. Mình cứ vì tiền mà làm thôi ha. Dạ, cho nên á là quan trọng như vậy nè. Hai người phải làm sao mà y như vợ chồng thiệt. Ha, phải diễn sao mà cho hay. Mà cái người mà đi phỏng vấn á, ha, cái vị hôn thê mà đi phỏng vấn mà có bầu á là đậu liền. Đó, anh của em á là Đinh Tài Phùng mà, Đinh còn ngon lành lắm. Nhìn cái tướng ổng là biết có con. Quan trọng là chị nè, còn trứng để đẻ không? Trứng tôi lặt anh hết rồi. Còn gì nữa đâu? 60 rồi đẻ đâu có được nữa anh. Phượng, dẹp cái vụ đó đi. Sao vậy? Tuổi này tao đâu có bế con nít nổi nữa. Sao nói? Bỏ đi. Anh, sao anh nói anh muốn có đứa con nói giỏi tông đường? Anh nói là phải kiếm một thằng nói Đinh Tài Phùng để có một đứa con đặt là Đinh Tài Sửu. Thôi thôi thôi, này. Không có tài xỉu, tài chi gì hết. Tôi không muốn đẻ, đẻ nó hư cái body của tôi. Trời ơi. Trời ơi, chị đứng còn không dẫn nữa. Cái body của chị như vậy là nó nát rồi chứ nó hư gì nữa. Ngồi xuống đi chị. Nhà cả nó phải lấy cái phần chứ làm sao. Lấy cái phần này vô. Bây giờ em sẽ lo cho chị cho nha. Hai người là phải coi nhau như là vợ chồng thiệt á. Dẫn nhau đi Đà Lạt, Vũng Tàu, Mũi Né. Đi tới đâu là phải chụp hình tới đó. Ừ, thì chụp hình thì kêu thợ chụp hình. Tốn tiền chi chị dâu. Đừng có kêu thợ chụp hình. Mua hai cái vé cho hai vợ chồng em đi theo chụp cho. Trời ơi, cái gì vậy trời? Bảo là tốn tiền ông chụp hình, kêu hai vợ chồng chị tốn gấp đôi à? Trời ơi, nhưng mà tụi em là gia đình, có chuyện gì giả mạo tụi em đâu có xì ra ngoài. Hiểu không? Rồi hai vợ chồng đi đâu có được. Buồn lắm, không khí nó không giống gia đình. Mướn ba đứa con em đi theo, mua thêm ba cái vé nữa. Nó chạy tung tăng xung quanh, trời ơi, chụp hình lên là người ta tin liền. Trời, đến 5 người luôn. Dạ. Mà thôi được rồi, vì cái thẻ xanh tôi làm hết. Mà miễn quan trọng miễn nha, là được rồi. Miễn là chị ăn ở nhà hàng nào, chị ở cái nhà hàng nào là em phải ở đó đó. Nữa hả? Dạ, ăn gì em ăn. À, bà Tuyết à, mọi cái chi phí đó là bà phải trả hết đó nha. Chứ tôi không có trả. Anh ơi, chị lo vé máy bay rồi. Chị thôi anh trả tiền ăn đi. Mày không có hiểu gì hết. Khi một người đàn ông đi với một người đàn bà ăn chung với nhau, nếu người đàn ông trả tiền thì ai cũng biết đó chính là tình nhân. Mà khi người đàn bà trả tiền thì người ta cũng biết đó là vợ chồng. Hiểu chưa? Wow. Chị vậy thôi, vì cái thẻ xanh nha chị trả tiền luôn nha. Rồi, tôi biết, tôi trả luôn. Dạ. Tôi lo. Nhưng luôn bây giờ tập đi, hai người tập với vợ chồng đi. Tập cái gì? Sao ngồi xa lánh, ngồi sát vô nhau coi. Lỡ người ta tới đó, người ta phỏng vấn là hai người phải ngồi sát vô coi. Ngồi giống vợ chồng coi. Trời, đây dạ, vợ chồng của anh chị hai em. Ngồi như ông địa ông thần tài vậy trời. Chứ sao? Trời ơi, ngồi không có lãng mạn gì hết trơn. Vợ chồng gì kỳ quá à. Nắm tay nhau coi. Ba má cộng lại trên 100 tuổi rồi. Không phải tuổi teen đâu mà làm gì cái ghê vậy. Mà em yêu kiều, cầu chị đi làm nail đi nha. Móng dây tàn là tiết canh không vậy? Có gì đâu, mới nay tao vừa thọc heo giết cái lấy lợn xong rồi đấy, mấy móng nó dơ đấy. Chị ơi, chị làm ơn tới D&D gel á, người ta bán nó xương đẹp lắm. Trời ơi, bộ móng tay thấy ghê quá nè, bây giờ nè. Quay qua nhìn nhau âu yếm, mắt chớp chớp long lanh, giống như là muốn lấy nhau vậy đó. Mỏ cong lên để hung để người ta chụp hình. Nha, em làm mặt nhạc lãng mạn cho nè. 2, 3, vô. Tè 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 tè. Tè 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 tè. Tè. Bỏ nhạc đi mày. Sao vậy? Cái nhạc gì mà hung mà tè 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 tè. Đúng rồi. Mày cứ tè 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 tè. Ông già từng này tuổi rồi, ông tè ra quần là hết hôn luôn á. Thanh đó. Này, bây giờ làm cái gì thì làm. Hôn hít ấy, thì phải dặn trước, để trước khi hôn tôi còn đi mua thuốc nữa. Thuốc gì? Thuốc chống ói. Ôi, nghĩ sao tuổi này tôi đi hôn với ông già như thế, chán chết luôn. Có mua nhiều nhiều một chút. Ừ. Chia tôi phần nửa. Nữa hả?
mua dư cho em luôn nha. Em thấy hai người hung em mới ói nè. Bây giờ quan trọng là phải tập nhau như vợ chồng. Hung chưa có được, hai người mà cứng nhắc như vậy á là phải vô phòng the nằm lõa thể ra selfie. Trời ơi, trời, cái gì ghê vậy mày? Lõa thể nữa hả? Nằm xuống coi, vô phòng nằm gì, nằm cái ghế ấy, nằm sát với nhau nè, nằm với nhau, nằm rồi lõa thể ra, rồi giả bộ selfie nhưng mà thật ra là em chụp hình cho sở di chú tao thấy, lõa thể ra lõa lồ, mặc áo yếm khiêu gợi lên coi, rồi rắc, đẹp quá. Trời ơi trời, cuộc đời của tôi quả báo nhãn tiền nó đến nhanh quá. Cả đời giết heo, bây giờ cuối đời ngủ nguyên con heo nọc luôn. Trời ơi, cái mặt như cái thau vậy đó ông nội. Trời ơi, heo gì còn có nốt ruồi như con ve chó vậy cha. Nhìn không có gợi cảm tí nào hết. Phượng ơi. Dạ, em đây chị. Cứu chị với Phượng ơi. Làm gì chị? Đó, chị lên Phượng ơi. Chưa có mừng ăn mừng uống gì sao mà bại liệt vậy? Trời ơi, nhìn ông tao tụt lửa không lên được luôn. Trời ơi, chết mất. Ôi, em ơi. Dạ. Trời ơi, thôi bây giờ thì chuyện đã đành rồi, phải bằng mọi cách để mà lấy cái thẻ xanh đi Mỹ thôi. Chị về chị lo nhà hàng, nó quản lý cái nhà hàng cho chị. Chị lấy tiền qua chị đưa cho em. Dạ. Rồi em lo lắng cho chị. Dạ, dạ. Để mà chị với chồng chị đi qua Mỹ nha. Trời ơi. Chị ơi, chưa làm gì mà cho xin sụm bãi nữa vậy chị. Quả báo nhãn tiền nó đến nhanh quá. Giết heo chị cho lắm, bây giờ ngủ nguyên với con heo già. Trời ơi, tôi khủng khiếp quá. Trời ơi, có ai cứu tôi không? Trời ơi, quả báo đến rồi. Ôi. Gì nữa? Ôi. Đỡ anh hai vậy. Chưa có làm gì mà sao mọi người làm thấy ghê quá vậy? Hồi nãy mới đè tao một cái rắc đau lưng. Nè. Dạ. Mày cõi được hai người đúng không? Dạ. Bây giờ có bà. Trễ, bà này bà hôi heo một chút nhưng mà bà có tiền. Đúng rồi. Bà nói tao hèn nọc chứ bà là heo nái đó. Mày cancel cái bà thứ hai cho tao. Dạ. Chứ bà thằng bà thứ hai tới là heo rừng, nó đập chết cha tao luôn. Cancel nha. Cancel. Rồi. Dạ. Dạ em chào chị. Dạ chào em. Dạ chị có phải chị Phượng không? Dạ Phượng đây. Dạ. Em là? Dạ em là Phan Kim Liên đây. Phan Kim Liên. Dạ. Võ Tòng đâu em? Dạ Tòng nào chị? Tưởng Phan Kim Liên trong Võ Tòng Sát Tẩu. À dạ đúng rồi. Tại vì hồi đó ba em ổng mê truyện Thủy Hử lắm, nên sanh em ra ổng đặt là Phan Kim Liên. Tên giống mà người không có giống đâu chị. Không có giống, đẹp quá à. Dạ em cảm ơn chị. À, chị ơi chị. Dạ. Hôm qua chị có nói là chị giới thiệu cho em ông Việt Kiều đưa em qua Mỹ. Dạ. Hôm nay chị cho em gặp ổng được không chị? À ông Việt Kiều đâu, ông không có về em ơi. Bể. Cái gì vậy? Tao bể xương tao lại. Em, anh là Việt Kiều Mỹ Đinh Tài Phùng đây. Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc anh giấu yêu. Em làm cái gì vậy? Ông làm em... quá, ông nhép cái giọng bằng Kiều nha, không phải giọng của ông nha. Ông xạo nha. Em bị giật mấy cái vỏ, em thấy ai nhào tới em thủ dữ lắm. Ở đây á, ở Việt Nam đó, sắp sắp vô ta tưởng giật vỏ. Chị xin lỗi nha, tại ông anh chị không biết. Chị để cái vỏ anh bàn giùm em nha. Dạ em. Trời bé dễ thương, bộ em mới đi làm về sao bận cao dài đẹp vậy em? Dạ không có, em từ nhà đến đây đó chị. Dạ. Bị trên Facebook chị có ghi là ông Việt Kiều đã chán ăn McDonald's, muốn tìm bạn gái ở quê nhà, nên hôm nay em bận áo dài đặng để đem cho ảnh nét đẹp quê nhà. Trời ơi, con này bình thường tôi chết liền nha. Không sao. Đúng là hợp ý anh. Hôm nay em tới đây đúng là em cho anh mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở, siêu đồng nào nhung nhớ. Sao ta? Ê gái hả, cô khô à? Xong ca hả? Xong ca hả? Năm... Nhưng mà em thấy anh á, anh ơi, ở ngoài anh trẻ. Mà sao trên Facebook ghi anh 60 tuổi? Anh trẻ là nhờ anh dùng Tubi Skincare. Hèn gì, chứ em thấy anh chừng ngoài 30 thôi à. Xạo quá bà nội. Anh hai tôi 60 mà bà nói 30, chẳng lẽ tôi mới 13? Dạ đâu có, em nhìn chị chắc khoảng 53. Trời ơi, đánh kia.
em trộn dữ lắm mà sao nó nói tôi kỳ. Nhưng mà em nói thiệt nè, chị nhìn nè, mặt ảnh hơi sệ, nhưng mà nếu mà chích botox chỗ này một chút, filler chỗ này một cục thì ảnh sẽ trẻ lại như trai 20 thôi. 20, 30 gì cũng xong hết rồi em ơi. Hả? Cái gì? Xong hết rồi hả anh? Anh có mối rồi hả? Đó. Vậy là em vẫn mãi là người đến sau. Không, người ta tới trước nên gặp anh là chỉ nói chuyện mua bán, làm giấy tờ giả để đi qua Mỹ thôi. Còn em tuy đến sau, nhưng em đối với anh mới chính là nơi tình yêu bắt đầu. Hả? Tóc quen nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm đêm có hai. Mày tát tao lại cho mày. Live show hả? Bằng Kiều Minh Tuyết hả? Bạch Tuyết có 50 ngàn, Minh Tuyết không có đồng nào. Tao chưa nhận đồng nào của con mẹ nó hết. Bạch Tuyết. Dạ quá ông ơi. Em. Dạ. Cả cuộc đời anh bị đàn bà phản bội, hôm nay mới gặp người trong mộng, Thằng Kim Liên. Anh là Tây Môn Khánh đây. Bà nội già đó, nó mê gái quên tên luôn trời. À không, ông tên Tây Môn Khánh rồi nào. À, là ông. Anh là Đinh Tài Phùng đây. Như vậy là duyên phận đã đưa đẩy cho Phùng được gặp Liên. Là cái gì? Dạ, Liên được gặp Phùng. Trời ơi, con này nó tỉnh ghê vậy trời. Nếu em được làm vợ anh, em nguyện sẽ ở bên anh suốt đời. À đây. Cái gì? Trời ơi, nó trẻ, nó đẹp như vậy, cái tướng của ông đi còn không nổi. Cỡ nó, ông rước về, ông mới mở ra coi hình là ông đột quỵ rồi ba. Trời ơi, nghe lời em đi. Nó qua tới Mỹ, nó lấy được cái thẻ xanh, nó mà không bỏ anh, em làm con anh. Không. Hả? Em không sống bạc bẽo như vậy đâu. Nghe chưa? Mày lộn rồi. Em sẽ ở với anh cho tới khi nào anh chết. Đó. Ngày mai mới lấy người khác. Gì? Đó. Không có đó gì trơn á. Thà một chút quy hoạch rồi cho tắt. Mày gọi phone này cancel con mẹ Bạch Tuyết bả vô lùng cho tao. Tao kẹo thiệt, nhưng mất 50 ngàn tao không tiếc. Cái gì? 50 ngàn? Ừ. 100 ngàn là em. 50 ngàn? À. Vì em mà anh mất 50 ngàn. Ừ. Em áy náy quá. Cái gì? Mày nhìn cái gì? Cái gì? Mặt nhỏ này nó bệnh bệnh sao? Em lại anh. Mật ngọt chết rồi. Đừng có nghe lời nó. Kệ ta. Anh ơi, mà anh không phải ruồi thường đâu, anh là ruồi trâu á anh. Kệ, ruồi trâu hay ruồi gì cũng được, miễn là chết trong khuôn mặt là tao hạnh phúc rồi. Anh ơi. Anh em. Thái ơi, anh Thái. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng. Anh sẽ đưa em đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Mũi Né. Chúng ta sẽ đi ăn, đi chơi. Và chúng ta sẽ chụp hình. Đi tới đâu chúng ta cũng giữ biên nhận, biên lai. Để mai mốt đi phỏng vấn chúng ta có bằng chứng. Dạ, nhưng mà em nói thiệt, em có tiền. Đừng có lo, tiền anh lo hết. Qua Mỹ, em sẽ có nhà ở, có biệt thự, có Mercedes lái, có du thuyền đi tắm biển. Cái này nghe nè, cái mượn chút xíu. Không có đầy đàng hoàng. Hồi nãy từ Mỹ về Việt Nam có ghé ngang Bắc Hàn không ba? Sao vậy? Có mua trái bom nào không mà nổ dữ vậy ông nội? Ông đang ăn que phê, mắc tiền đâu mà ông mua xe hơi cho nó. Tao nói cho mày biết, một thằng đàn ông lần đầu tiên gặp cô gái đẹp, thằng nào cũng nổ hết. Chồng mày hồi xưa cũng vậy, gặp mày nó nổ như pháo Tết, nó lấy mày đó. Nữa hả? Chị hiểu lầm ý em rồi. Đó, mày cứ hiểu lầm người ta không à. Sao em? Dạ. Ừ. Anh ơi. Sao? Em không cần nhà cao. Dạ. Cửa rộng. Trời. Trời ơi, trời. Em chỉ cần một túp lều hạnh phúc. Đã là đủ tuổi rồi. Ổn không em? Em không cần cửa. Mẹ em đá vô cái cửa của anh rồi. Anh có sao không anh? Trời ơi, vợ ổng khóc liền rồi. Dạ trời. Dạ, anh có sao không anh? Anh chịu được mà. Xót ruột quá. Em nói em muốn lều phải không? Em muốn mấy cái? Anh có sẵn. Hôm đầy bô bán đầy. Dạ. Nè, bây giờ về khách sạn với anh. Mình bắt đầu honeymoon dài hạn. Đi liền em. À, anh ơi, thôi mình ghé nhà em đi. À, cũng được, đỡ tốn tiền. Dạ, đâu có. Em lấy ít đồ đạc đi với anh chứ. Tánh anh đơn giản lắm.
ngủ với anh khổ cần mặc đồ. Sao em khóc vậy? Cảm động quá hả? Dạ không có. Tự nhiên cái em gặp anh á, em nhớ ba em quá. Trời đất ơi, có duyên quá. Nó đưa anh lên cái vàng thờ luôn rồi đó. Em à, thôi bây giờ em nè, anh nói nghe nè, mình muốn đi phỏng vấn á. Dạ. Nếu mà vô đó mà hôn thê có bầu là Mỹ sẽ dễ dàng chấp nhận tôi đi lắm. Thấy chưa? Anh ơi, dễ dàng lắm. Anh làm không nổi nữa đâu. Đinh anh giờ đinh cùi rồi. Nó mới quất một cái không chừng gãy cái đinh rồi đó. Mày im đi. Em lại anh hai ơi, 50 ngàn đi. Mày, đúng rồi đấy. Em làm ăn gì được đâu, đinh tài phồn. Anh ước ao của một thằng con trai để mà nối dõi cái dòng đinh của anh. Dạ. Anh sẽ đặt tên nó là Đinh Tài Xỉu. Anh ơi, anh là đinh xét rồi, em nghe. Mày im đi mày. Chọt chọt quá. Em sao? Dạ, anh đã cứu vớt cuộc đời của em. Ừ. Thì anh muốn sao cũng được hết. Ừ. Nhưng mà em hy vọng là con em nó giống em chứ đừng giống anh. Trời ơi, con này nó có duyên ghê trời. Phượng, qua đây chị hai biểu. Qua đi. Giờ cái gì? Thời xuống cản ông nội. Mình nói chuyện nó khoanh tay lại. Dạ. Dạ chị hai. Kể từ ngày hôm nay chị là chị dâu của em. Dạ. Dù sao chị cũng cảm ơn em đã bắt nhịp cầu cho chị gặp anh Đinh Tài Phùng. Mai mốt chị qua Mỹ có thèm ăn cherry, phone cho chị yên tiếng, chị gửi về cho 3 ký ăn. Trời ơi, từ 30 mà đây còn có 3 ký. Vậy nha cưng. Dạ. Phương. Dạ. Lấy cho chị cái giỏ. Dạ giỏ nè má. Lên tới má luôn. Anh ơi, thôi mình đi anh. Mình đi đi em. Đi dạ. Đâu vậy? Honeymoon vậy hả? Anh ơi, đi khám bệnh trước rồi đi honeymoon anh. Ghét mày. Honeymoon trước. Anh đi honeymoon xong anh vô nhà hoàng luôn. Dạ mày nói gì vậy hả? Đừng, đi khám bệnh trước đi anh. Alo. Dạ, ba hả? Con Phan Kim Liên đây. Dạ, con muốn báo cho ba một tin vui là con đã kiếm được một người chồng lý tưởng. Dạ, ảnh sẽ đưa con qua Mỹ. Dạ, đâu có... Dạ, chắc ảnh lớn hơn ba chừng 10 tuổi à. Trời ơi! Sao kỳ vậy? Nãy nói nó không có ba mà. Con cúp máy nha. Có gì mai mốt con qua Mỹ, con có tiền con gửi về cho ba nha. Dạ, dạ, dạ. Hỏi đi, nãy nói nó không có ba mà. Ủa sao em nói em mồ côi từ nhỏ? Ba nuôi của em, ba dạ. Nuôi. Em ở với ba nuôi hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh hỏi ba nào? Em có nhiều ba nuôi lắm. Hả? Em có nhiều mấy ba nuôi? Dạ em có 6 ba nuôi lận. Trời ơi, 6 ba con nào nuôi nó cũng ăn hết mà 6 ba ăn lượt chắc chết. Anh là ba thứ 7 đó anh. Tôi tập trích cha mày. Không sao. Hả? Không sao. Ba nuôi thôi mà. Tao cũng thứ dữ mà. Không, nó mới là thứ dữ đó anh. Dẹp mày. Anh ơi, mình đi anh ơi. Đi mình. Hai dạ. Nghe lời em đi hai. Hai ơi, anh đâu có cái gì đâu hai, ngoài hai trái cherry khô hai ơi. Đập chết cha mày nha mày. Em lại anh mà, 50 ngàn theo con quỷ cái nó làm cái gì. Trời ơi, anh không phải là Đinh Tài Phùng, anh là Đinh Tài Khôn. Trời sợ quá, hôm bữa dọn cơm trễ có 5 phút mà ảnh chửi con nửa tiếng. Xong xuôi hết rồi đó, bưng lên đi. Dạ, con lệnh mẹ. Trời ạ. Làm gì éo qua éo lại vậy? Dọn cơm cho chồng ăn mà làm cái là dọn cho vua Càn Long ăn bằng. Thì đó, mình phải dọn vậy cho nó có ra vẻ cung đình. Má biết không, con phải dọn vậy làm cho người ăn người ta cũng thoải mái. Ví dụ mì mà cọng nó dài, nó dai, người ta không cần nhai, nó nuốt luôn mà cũng không bị mắc cổ. Tao đầu mày quá mày ơi. Phải dạ? Hồi còn ở Việt Nam á, dạ? Mày ở Sa Cảng bán trà đá. Trời ơi. Mày nổi tiếng là dữ chằn nhất ở đó. Tuần nào tháng nào cũng có người mướn mày đi đánh vẹt. Trời ơi. Vậy mà qua bên đây cái tự nhiên cái đổi tánh nết ngang xương. Chồng gì đè đầu bóp cổ mày cũng im lặng.
Nhiều khi á, tao nói thiệt mày, tao thấy tao tức ói máu luôn. Thôi mà máu có nhiêu mày đặt ói chi để dành sạch. Ủa này, không có, con lo cho sức khỏe của má, tại con thấy má ốm mà ra nguy hiểm lắm. Má ơi, nhưng mà má dạy con bộ má quên hả? Má nói gì nè con ơi, nếu mà lấy chồng á phải làm dâu hiền vợ thảo thì chồng con bắt nạt con chút xíu có sao đâu má. Trời, chút xíu nói làm gì? Đằng này tối ngày nó cứ la mày, nó cứ nạt nộ mày hoài ha. Có mặt tao mà nó có nể gì đâu. Riết rồi nó coi mày giống như là con ở vậy đó. Mà nó coi mày như con ở cũng sao, ngặt nổi là nó coi tao như má con ở. Thì đúng rồi, nếu mà con là con ở thì má là má con, thì má má con ở chứ không lẽ má của tổng thống. Mày còn bên đó nữa hả? Dạ không có, tại con thật lòng lắm, con nghĩ sao con nói vậy à. Má ơi thôi mà, má đừng có buồn mà. Má má không nghe người ta thường nói sao? Nói vậy? Người ta nói vậy nè: cây quýt trồng ở Giang Đông thì ngọt, mà mang qua Giang Nam thì nó lợi chua lè. Tao nghe mày hát cái tao thèm me quá trời ơi, chua thiệt á. Nói không được sao là bài đã hát, hát làm gì? Con hát đi, con vuốt giận má mà. Má ơi, cũng giống như má nói con á, lúc sống ở Việt Nam con dữ như con cọp phải không? Chứ còn gì nữa? Cái tự nhiên qua đây cái con đổi con hiền như ma sơ vậy đó. Má chứ không lẽ má muốn bên kia con đánh ghen mướn qua đây con làm trùm băng đảng làm sao? Trời ơi, con thay đổi được vậy má phải mừng chứ sao má cứ buồn quay vậy? Không buồn sao được. Ôi dạ. Phải chi chồng của mày á, nó trẻ, nó đẹp trai, nó có tài đấy, thì sao tao nói làm gì? Nói hoài. Đó mày coi đó. Trời ơi, nó già cốc khu đế rồi. Lấy tao này còn già chứ đừng nói chi lấy mày. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Không nhận má nói con mới nhớ nha. Lúc đó con giờ lúc ổng mới Việt Kiều về nước đó. Trời ơi, cái người diện nhất là má nè nha. Trời ơi, sao má bắt đi bông quất cái đầu bung dễ sợ luôn, bung mấy lợn luôn. Trời ơi, cái mâu quất đỏ, đỏ chói đỏ mà giống như người ta quánh 8 năm mà nó chưa phai màu vậy đó. Trời ơi, cái mang được quất đi thoàn then thoàn then. Sao ổng vô, ổng chào má, cái anh cha lật kèo cho cưới con. Cái tự nhiên hai má con thành tình địch với nhau. Bởi vậy tao mới tới. Thôi thôi mà tức chi, tình địch của má cũng là con gái của má, cứ coi như là tình má mà duyên con đi. Mày nhắc á tao mới nhớ. Của đời muôn sự xài chung mà. Bây giờ mày nghe tao nói đây nè. Nói đây. Mày có nhớ không? Dạ. Hồi lúc mà tao thấy làm lạ nha. Sao? Phải chi chồng già vợ trẻ theo lẽ nó sợ mày chứ sao mày sợ nó. Trời ảnh vậy mà già gì má? Sao không già? Hơn má có 6 tuổi chứ nhiêu mà già. Mày nói, tao nhớ lại hồi lúc về Việt Nam nó hỏi cưới mày. Sao má? Lúc đó tao hỏi nó nhiêu tuổi. Dạ. Nó nói 65, tao mừng quá tao mới gả mày cho nó. Tới chừng về ở cái lòi ra nó mới có 60 à. 60 còn khỏe quá. Ý nói vậy là sao? Thì chừng nào mày lấy chồng khác được. Trời đất ơi. Trời ơi, định nữa hả? Nhưng mà yên tâm đi, trời ơi con nói má nghe, ổng nhiều thứ bệnh lắm. Ông này sống không có lâu đâu, con nghĩ không có qua nổi con trăng này, con nói thiệt. Nhưng mà Mai à, bây giờ á tao quen miệng rồi đó. Dạ. Chứ còn hồi lúc mà mới cưới về tao nói thiệt mày, mỗi lần nói chuyện với nó. Dạ. Nó kêu tao má. Dạ. Tao kêu lại bằng con. Trời ơi, tao nói thiệt, gai ốc tao nó nổi cùng người. Không sao đâu, gai mà nó nổi lần đó rồi nó gãy mai mốt không còn gai đâu nó nổi. Mày nghĩ coi, tao thua nó 6 tuổi mà nó kêu tao bằng má. Dạ. Tao tổn thọ quá Mai ơi. Có gì đâu tổn thọ, con nói má nghe, cưới vợ trẻ thì người ta mới chịu khó người ta về Việt Nam. Ừ. Chứ trời đất ơi, cưới vợ già rồi điên chi cho tốn tiền vé máy bay. Ôi. Con nói má hỏi hết mấy ông này đi về bển là toàn là quốc trẻ trẻ không à. Cho đem lớn tuổi qua đây tốn tiền thuốc thêm chứ làm gì. Nhưng mà theo lẽ cưới vợ trẻ thì phải cưng yêu, phải chiều chuộng vợ chứ. Dạ. Đâu có quyền ngạt nộ. Còn nên biết cái xứ Mỹ này đó. Dạ. Là cái xứ tôn trọng nhân quyền. Ừ. Chồng chúa vợ tôi á. Ừ. Là vi phạm nhân quyền. Biết rồi. Phải không? Dạ. Nè. Dạ. Con biết không, má qua nhà mấy người bạn má chơi. Dạ. Má thấy nhà nào cũng vậy hết á. Ờ. Con biết. Nè, hễ mà vợ nấu cơm á. Dạ. Thì chồng rửa chén. À. Mà vợ giặt đồ á thì chồng lau nhà. Hay mà ấy hãy vợ đi casino á thì chồng đi nhảy đầm. Vậy nếu mà chồng bán nhà thì vợ lo mù đi. Nói vậy làm sao? Thì vợ đi đánh bài mà chồng còn đi nhảy đầm thì tan quan thôi, bán bà nó đi cho tao nhà băng mù đi cũng vậy. Không à? Phải. Ý của tao nói là chia sẻ cái công việc nhà với nhau. Con hiểu rồi, tại má nói không có rõ đó, tự nhiên hai chồng ăn cơ không được đâu. Chỉ có cái nhà này là khác với người ta hả? Sao khác vậy? Hãy vợ nấu cơm á thì chồng ngồi coi phim bộ.
mà vợ lau nhà cái nó leo lên giường nó nằm ngủ không có công bằng, phải dùng lên. Má kêu dùng lên mà con gặp mặt con chả con xẹp mẹ nó rồi. Dùng xẹp cái gì? Mặt không thấy ghê quá. Mai à, con phải nhớ gia đình của mình á là gia đình gia phong lễ giáo, dạ, có truyền thống lâu đời, dạ, không có thể để người ta coi thường được. Gia đình mình chuyên bán trà đá với truyền thống gì má? Cái cô nhỏ này, truyền thống của nhà mình á là từ thời ông cố nội để lại. Rồi xa quá. Có nghĩa là sao? Đàn bà phải nắm quyền trong gia đình. Nam hiền nữ dữ. Dạ. Nhớ đừng để mất mặt dòng họ nghe chưa? Con biết rồi mà ông cố nội chết lâu quá rồi không biết ai nhớ không? Mày sao? Sao đâu. Má nhưng bây giờ má kêu con dùng lên là bằng cách làm sao? Bây giờ mày không cần bưng cơm rót nước hầu hạ gì cho nó hết. Không được đâu. Sao vậy? Sao không được? Nè, hả? Nó đi làm về có đói bụng hả? Tự xuống bếp lấy đoạn rang. Không được đâu. Sao không được? Nó nói ngang mày cãi lại liền. Này không được đâu. Tao nói được. Nói được, nói tiếp đi. Nó đó, nó mà nói mày cái gì đó. Được rồi, có tao nè. Dạ. Tao xử nó, mày đừng có lo. Trời ơi, cái này... Tao cái gì tao cũng làm được hết. Chửi nhau, đánh nhau, tao với mày xử nó luôn. Này làm không được đâu. Tao làm được. Tao con biết mà. Con biết má con giỏi lắm, cái gì cũng làm được hết trơn á. Mà má ơi, con nói vậy. Má nghe nè, má giận má nói vậy thôi. Ừ. Chứ cái câu mà má dạy con á là tam tòng tứ đức tiết hạnh khả phong, con đâu có quên được hả má? Con đến tiết hạnh khả phong mà con có hiểu nghĩa đó không? Không. Không biết. Vì tại vì má nói mà chưa giải thích. Nghe má giải thích nè con. Dạ. Tiết hạnh khả phong có nghĩa là chồng chết mà mày ở giá suốt đời. À. Không có tái giá, không có mê trai, không có đi lấy chồng khác mới gọi là tiết hạnh khả phong. Không biết rồi. Chồng mày còn sống lù lù đó mà tiết hạnh gì? Dạ. Tiết canh ấy thì có. Chồng con thích tiết canh lắm, chiều nay mình làm cho anh ăn được không? Thì kệ nó. Quên 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 quên. Bị lộn, bị lo cho chồng riết bị liệu. Nhưng má đây. Sao? Má mới là tiết hạnh khả phong. Trời ơi. Con có nhớ hồi lúc ba con chết á, má được nhiêu không? Không. 20. Đúng rồi, lúc đó cũng không biết, bị má nói là ba chết lúc con còn nằm trong bụng má. Ờ, tao quên ha. Dạ. Con coi đó. Má ưa quên lắm. Má già cả rồi hay vậy? Con nhớ không, lúc ba con chết má mới cả 20. Dạ. Vậy mà má ở vậy tới giờ. Ồ. Phải chi mà cái thời trước đó là vua đã ban cho má 4 chữ tiết hạnh khả phong rồi đó con. Trời ơi, công nhận vua có mắt ghê mà bị ông chết lâu quá rồi ông ai không má. Cái con này. Má. Mày chấm tao hoài ha. Yên tâm đi, con sẽ phong cho má, con biết mà. Mà má ở lúc đó má có kể con nghe là má có mấy ông kép ở Phú Lâm phong má. Để ông quen sau rồi dần lên đá xuống lừa qua suốt lại mới chả bỏ má hết phải không? Vậy là ế chứ là phải cố tình ở giá. Mày đó nha. Thành ra bốn chữ đó lấy lại chứ sao đưa được. Thì có kép có khép hiểu mà. Miễn mình giấu kín không ai biết thì thôi. Trời đất ơi, trời. Dạ. Dạ. Má nhắc lại từ bữa nay. Dạ. Mày không có thể để cho nó áp bức được. Phải dùng lên biết chưa? Nhớ chưa? Không biết rồi, con sẽ ráng nhích lên chút. Tao biểu mày dùng lên chứ gì mà nhích. Mày dùng không được, nhích một chút còn đỡ hơn không nhích. Phải dứt khoát. Dạ. Dứt khoát nhớ chưa? Rồi. Nó mà cà chớn á, tao bỏ nó đi lấy thằng khác. Trời ơi, nó nói gì? Hả? Ủa không phải, mày quên, mày bỏ nó đi lấy thằng khác. Trời ơi, má ưa lộn chết người lắm á nè. Rồi lộn chỗ đó là mất tình mẹ con á. Đâu, cái thương thì thương chứ mấy cái đó không động được á. Chết rồi má ơi, chết về rồi kìa má ơi, trời bây giờ sao má chung má không dặn con. Mày làm gì vậy mày? Dặn con hả? Hồi nãy tao mới dặn mày cái gì vậy? Dùng lên nhớ rồi, không có để cho anh tơi đè đầu cởi cổ được. Ta phải dùng lên sau chuyện này, ta phải dùng lên. Tôi nói thiệt với anh à, tôi nói thiệt với anh. Anh về anh. Dạ thưa anh, đi làm mới về. Trời mày. Dạ đúng rồi, em rất thích đang cơm mà anh ơi, anh làm về chắc đôi bụng em dọn cơm anh ăn ha. Trời ơi, con gặp mặt ổng rồi, con quýnh ở đây. Anh ơi, ngồi anh ơi, ngồi anh ơi. Tới giờ ăn cơm rồi, chồng về là phải có cơm liền cho chồng thôi. Mà mình ăn uống là mình phải kỹ lưỡng thôi, đó. Bà làm cái gì á? Lộn lộn, cái này phải thả xuống đây một chút. Bịch lên cho anh ta tưởng sắp bị xử bắn. Anh ơi, đùa,
đó, vợ là phải chăm sóc như vậy đó, là phải kỹ lưỡng đó. Má, gì vậy má? Má ngồi đi má. Thôi, bữa nay nực quá, ăn uống gì cũng vô. Nực quá sao má không đi tắm đi? Ờ đúng rồi, đi tắm đi má, nực tắm má. Con không có nói gì chứ nè. Nuôi nó mấy chục năm bán trà đá đi nuôi nó, đẻ ra vậy đó. Chưa bao giờ được nó hầu hạ một ngày như vậy. Con gái là con người ta, con dâu mới chính thực mẹ cha mua về. Má có con gái thì má biết một ngày nào đó nó phải đi nâng khăn rửa túi cho người khác mà. Thắc mắc làm chi má? Nâng cũng nâng vừa vừa thôi, nâng quá coi bộ không được à. Dạ. Em ra rồi. Không có miệng kêu hay sao làm gì lắc chuông. Làm với gia đình quý tộc lắm. Kệ kệ vậy cho vui má. Cái chị vậy vui lắm nè. Bữa ảnh vừa lắc xong cái mấy đứa qua nó mua cà rem con. À anh biết rồi. Anh muốn uống nước không? Nhìn là biết rồi. À, anh ơi, uống bò hút với Coca. Bò hút? Nhìn biết mặt rồi biết uống bò hút rồi. Bò hút riết bởi vì cái mặt cũng như. Anh cho em hỏi bò hút có khi nào giả không anh? Nói vậy là nghĩa anh sao? Thì thế vì thấy uống bò hút nhiều quá mà sao hút không có nổi. Nói vậy là nghĩa cái gì? Nghĩa cái gì? Đâu nghĩa? Cái vụ đó. Nói má nghe được má cười anh bây giờ. Tôi cấm cô không được nói cái chuyện bí mật quốc gia đại sự ra nghe chưa? Chừng đó. Thì hút không được thì em nói hút không được. Chừng nào hút được mà em nói hút. Điên đi. Em biết rồi. Em mời anh dùng món ăn thứ nhất em dành tặng riêng anh. Ngon anh ha. Trời ơi là trời. Gì vậy anh? Cô biết tôi bị tiểu đường không? Dạ biết, bị mỗi lần anh đi rít rung kiến nó bu quá trời. Cô biết như vậy phải không? Cô biết như vậy mà cô còn nấu đồ ăn ngọt như vậy sao? Muốn đậu độc thôi hả? Không, sao nấu đồ ăn ngọt dữ vậy má? Nghĩ chắc má lỡ tay thôi anh. Em đổi món khác anh ha. Tại vì nhiều khi này ngọt quá, em nghĩ món này sẽ vừa miệng anh hơn. Cũng may á, có thủ sẵn cho ông Dục vô đó đũa đồ ăn. Thấy không? Vợ mà chu đáo là phải vậy. Ngon không anh? Đó. Đến nữa. Trời ơi là trời. Sao anh? Cô biết tôi bị cao máu không? Bây giờ nói mới biết nè. Hả? Cô biết tôi bị cao máu mà cô còn nấu đồ ăn mặn như thế này sao? Muốn giết thôi hả? Sao nấu đồ ăn chi mặn ấy? À, nên em nghĩ chắc má lỡ chân. Ê quên rồi. Má lỡ tay, má bỏ muối nhiều nó hơi mặn. Anh ơi anh ăn món này đi. Em nghĩ cái món này chắc là ngon hơn nè anh. Em cũng không có muốn làm phật lòng anh đâu. Dạ em mời anh. Không sao đâu, cũng còn. Anh mời mời anh xơi. Trời ơi là trời. Nữa hả? Cô biết tôi bị cholesterol mà đúng không? Bây giờ nói mới biết mà. Muốn lấy chồng khác thì cứ nói nha. Biết cholesterol mà còn làm lấu đồ ăn béo như thế này sao? Má bộ dư mỡ lắm sao bỏ. Nghĩ chắc này chắc cũng lỡ tay gì á. Anh ơi, em nghĩ nhất quá tam gì ba cái, món thứ tư chắc vừa lòng anh hơn á. Không sao đây, em cũng còn cái. Chị này chắc được à, anh ơi cái đựng dụng cái này để em còn con đâu rồi một á. Để tôi cầm cho ông mày liền nữa không có đâu xài. Cô biết tôi bị đau bao tử không? Dạ giờ nói mới biết nè. Hồ sơ bệnh một đống về vô đọc đi. Em đâu có biết tiếng Anh đâu mà đọc. À đây đây đây. Gì vậy anh? Nè đó. Này gì? Life insurance đó. Dạ. Bảo hiểm đó lấy đi. Này là đừng có giết tôi bằng kiểu này. Nè anh đưa cái life xin ăn này nè má lấy đi. Tôi chốt, tôi không biết tiếng Anh mà tôi cũng biết người ta nói cái đó là không có phải đâu. Xin ăn cái gì? Trả lại người ta đi. Mà chả má nói má không có lấy đâu. Hả? Cô biết tôi bị đau bao tử mà cô nấu chua cay như thế này sao? Dẹp đi. Anh ơi, anh đừng có giận. Má ơi,
Con biết là công 9 tháng 10 ngày má nuôi con cực khổ lắm. Mà bị gì lấy chồng rồi phải theo phe bên chồng. Không phải con bán đứng má đâu, mà nếu con không nói một mình con chịu hết, con đâu có ngu. Anh ơi, đồ ăn này không có phải em nấu đâu. Ai nấu? Mami. Thưa, tôi không chối, tôi nấu đó rồi sao? Hả? Tuyệt thực luôn cho trời đi. Mặn ngọt chua cay gì ăn cũng được thì tôi sống làm gì? Má để ý cho tôi dạy vợ tôi. Má đừng có xía vô. Tôi cảm ơn anh. Con của tôi tôi dạy đủ rồi. Không có cần anh dạy nó. Anh lo cho cái thân của anh đi. Đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục. Mỗi nhà nó đều có một cái luật lệ khác nhau. Má biết người đời người ta nói đó. Hả? Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Má biết rồi thì má đừng có thắc mắc và đừng xía vô nữa. Má con tôi bắt lỗi anh thì thôi anh còn đòi dạy dỗ con gái tôi hả? Xin lỗi anh, tôi đâu có cần. Trời, nhưng mà tôi mà, anh muốn nói cái gì? Con của tôi là đã dạy dạy dạ dạ qua đây. Trời, nít nó tay đó. Cái gì vậy Mai? Con xin lỗi, tại vì con quýnh hết trơn rồi con la sản chứ con không có la làng. Tại ai người làm con rối quá. Má ơi, em xin lỗi má. Hả? Con xin lỗi mình. Ây da, em xin lỗi anh quýnh hết rồi. Má ơi, má ơi, má thương con. Má ơi, anh già rồi, sống nay chết mai. Lại đủ thứ bệnh ở trong người hết má ơi. Má đừng la ảnh tội nghiệp. Hãy để cho anh ra đi một cách thanh thản. Mày để cho tao nói chuyện với nó. Nè, tôi hỏi anh, hồi đó về Việt Nam á, anh nói với má con tôi anh làm cái gì? Anh nhớ không? Giám đốc. Giám đốc sở giao thông vận tải. Dạ đúng rồi. Anh biết con Mai của tôi nè, con của tôi nó trẻ đẹp như vậy nè, nó đâu có quẩn đâu. Nó đang có người yêu, mà người yêu của nó đó là tài xế xe ôm. Trời ơi. Vậy đó mà bắt bỏ người ta đó mà nó lấy anh. Thấy chừng qua đây tưởng sao anh làm cái gì? Tài xế taxi đúng không? Má ơi, tài xế xe ôm mà lên được tài xế taxi là cũng nâng cấp lắm rồi má. Mày còn binh cho nó nữa hả? Trời ơi. Giám đốc hả? Tài xế thì nói đại tài xế đi, giám đốc cái gì? Việt Kiều nổ. Việt Kiều về Việt Nam mà không nổ thì về làm cái quái gì? Trời ơi. Nhưng mà có nổ để làm gì? Má biết chứ. Con nổ là vì con thương Mai, con thương má. Con muốn cho Mai và má nợ mặt nợ mày với làng trên xóm dưới. Đúng rồi anh ơi. Trời ơi má nhớ hôm bữa mà ảnh nổ anh là giám đốc má con mình nở quá trời má nhớ không? Trời ơi mặt không phải nở thường anh ơi, mặt em với mặt má nở thì là thét lét luôn anh. Trời ơi nó đi ra đường hai má con nắng lắm mà đâu có đội nón đưa lên gì cho nó nở ra. Trời ơi nó không nở mà một tuần sau nó đen như miên anh ạ. Mày à, Việt Kiều như con nè, về bên Việt Nam đó, bị gài vào một cái thế phải nổ. Trời. Không muốn nổ mà cắn răng mà nổ. Mấy năm trước con về Việt Nam thăm thân nhân bên đó, bạn bè thân nhân hỏi con ấy, Nghĩa ở bên mày làm cái gì? Mình trả lời thất tinh, nói ở bên đó chỉ làm công nhân bình thường trong nhà máy thôi. Họ phá lên họ cười. Họ chỉ vô mặt con là nói cái đồ xạo. Tại sao Việt Kiều ở đây ai về cũng làm giám đốc, sao có mình mày làm công nhân bình thường là sao? À biết rồi, tự nhận mình làm công nhân bình thường ít lương để không có tiền cho quà thân nhân, cho tiền bạn bè chứ gì, đồ xạo. Má thấy đi. Những thằng nói thiệt như con nè thì bị họ nói là nói xạo, còn những thằng nói xạo thì họ lại tin là nói thật. Thế thôi, nổ vô tư. Đúng rồi má ơi, anh phải vào cái thế anh phải vô tư nổ thôi. Anh phải mày làm gì vậy Mai hả? Có làm gì á, không được thì thôi. Má anh ơi, còn cái chuyện này em không biết nổ hay có thiệt á. Hồi lúc anh mới cưới em, anh nói vợ anh bị xe cán chết rồi phải không? Đúng. Vậy sao giờ qua lâu lâu qua điện thoại tới phải chửi em đều đều á. Mai à? Dạ. Em ra đường mà em kiếm một thằng đàn ông nào mà gặp cái đẹp không xạo anh chết liền. Cha bộ nó xạo đều hết anh. Nhưng mà xạo nó có nhiều loại xạo lắm. Dạ. Xạo mà lường gạt tiền, lường gạt tình của người ta, đó là cái xạo hạ cấp. Còn anh, anh chọn cái xạo cao cấp. Trời. Cái xạo cao cấp của anh là làm cho người yêu mình vui. Anh làm cho em vui lên thôi, em còn muốn đòi hỏi gì nữa.
Dạ đâu, em đâu có dám đòi hỏi đâu, em biết anh xạo cao cấp rồi, em đâu có nói gì nữa đâu. Anh ơi, em ái mộ anh quá, em thần tượng anh quá anh ơi. Không ngờ anh cái xạo mà. Ủa, anh Trang má. À, mới qua tới hả? Má, sao không chẳng em khỏe, ngọn gió nào đưa tới đây vậy? Anh tự lái xe tới. Ừ, lâu quá. Dạ thưa ba, tiện đường đi làm về con ghé ngang con thăm ba. Dạ. Dạ con chào bác. Anh Trang kìa má. Dạ. Rồi đó ăn cơm, cơm cháo. Cơm luôn. Wow. Gì? Bữa nay nhà mình đám dỗ sao nhiều đồ ăn vậy em? Người thường ăn á, dỗ quẩy gì. Ngày nào cũng làm vậy đó mà chê. Chê lên chê xuống không chịu ăn. Ai mà vô hậu dữ vậy trời. Thiệt tình. Trang. Dạ. Ra đâu bảo mày. Dạ thưa ba kêu con. Tao đẻ ra mày, tao đặt tên cho mày có vần có điệu đàng hoàng. Dạ. Hả? Tao tên Nghĩa, mày tên Trang. Thế khi nhắc đến Nghĩa Trang là người ta biết tao là bố mày. Dạ. Như vậy thì ơi, sao không đặt Nghĩa Địa luôn đi cho có vần có điệu hơn. Má ơi, Nghĩa Địa, Nghĩa Trang mới cũng giống. Anh ơi, em có ý kiến gì được không anh? Thế ví dụ hai chồng mình mai mốt có con ba thằng, mình đặt Bình Hưng Hòa đi. Anh để làm cái gì? À, nhắc tới Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa là nó nhớ gia đình mình. Trang. Dạ. Mày kêu tao bằng gì? Dạ con gọi bằng ba. Rồi vợ tao mày kêu bằng gì? Dạ tất nhiên là bằng má. Đúng rồi. Tới chào má đi. Hả? Ba ơi không được đâu ba. Tại sao không được? Con quen với Mai trước mà. Ba, hồi xưa tụi con kết nghĩa anh em với nhau giống như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài vậy đó. Kêu anh em quen rồi bây giờ kêu bằng má kỳ quá à. Anh hai anh Đài tao không cần biết. Ông Cốc cần biết. Dạ. Nhưng mà hết con ở nó lấy tao á, nó cũng là automatic là má mày. Trời ơi. Mày tới chào má đi. Ba ơi, chứ con chưa có quen. Tới chào. Lần sau nha. Tao nói mày chào. Dạ. Má chào anh. Anh chào má. Mày chào lại. Ê, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đứng đây, chào lại cho tao nghe. Con chào má. Anh ơi, đừng kêu em bằng má. Em ơi, anh bị bắt buộc mà. Mai ơi em biết không, hồi xưa anh dắt ba em về để làm mai cho má của em á. Ai về đâu ổng gặp em cái ổng vớt em luôn à. Anh đã lầm giao ba cho em. Trời ơi. Cầm cái mồm mày đi. Dạ. Ê, còn cái bà đó đó. Dạ. Mày kêu bằng cái gì mày? Dạ con kêu bằng bác. Đúng rồi. Hổn. Sao hổn ba? Cái bà đó là bà má vợ tao đó. Tao kêu bằng má mà mày kêu bằng bác thì tao mày lại nghe mà. Dạ. Mày già nữa hả mày? Tới cuối đầu khoanh tay chào bà ngoại đi. Trời ơi. Dạ quá ba ơi. Dạ. Tới chào bà ngoại. Dạ con chào bác ngoại. Dạ. Thiệt là nực cười quá à. Anh kêu tôi bằng má mà anh có coi tôi là má của anh không? Hả? Anh kêu anh kêu con Mai nè. Con vợ của anh mà anh có coi nó là vợ hay không? Hả? Biết rõ cái nhà này tôi chán quá rồi, hết muốn sống nữa. À, ông bà thường nói đó là giữ người ở lại cha giữ người đi. Nhưng mà nếu má đã chán thì con chiều, con sẽ gọi lên sở di trú nó trục xuất má về Việt Nam, trở về ngày cũ. Đừng anh ơi em xin anh, cô trục xuất trục mình má thôi em, chưa chán đừng trục em nữa. Trời ơi Mai mày nói cái gì vậy? Không phải đâu, má hiểu lầm ý con rồi. Má ơi có hai má con, nếu đi về một người thôi má về trước đi. Con bên đây con cài con gửi tiền về cho má, chứ điền lượt hai đứa về bán trà đá tiếp á má. Tiếp đi. Ờ ba, có điện thoại, có điện thoại. Dạ. Có điện thoại. Ê quên, em phải bắt anh. Quên, liếc qua mà quên. Alo cái Mai, à quên. Lô. Trường hả? À, phải không? Sao? Cậu tính mở nhà hàng á? Sao không gọi tôi đi truyền kinh nghiệm chứ? Ừ có. Mở 4 cái mà có cái mẹ nó thành công đâu. Trời ạ. À, được rồi, qua liền. À, nhậu à, ok. Không, đâu có kẹt cơm, đâu có cơm. Nhà này nấu cho cô hồn ăn với ai ăn. À, rồi, qua liền. Mai. Dạ. Tôi qua nhà Tường tí xíu đi về. Tường nào vậy? Không phải chuyện của cô, rách việc. Đúng rồi, đâu phải chuyện của cô, mắc mớ gì xí vô. Má, má gì vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu hả? Để tao đi, tao coi coi nó đi chưa? Thôi, má đừng chạy. Mày làm cái gì vậy? Mày buông ra để tao coi nó đi chưa? Con sợ má đi theo quánh lén ảnh. Đánh lén cái gì? Tao coi nó đi chưa? Đang mà tao chửi nó chứ làm chi đánh cái gì? Sao nãy ở đây không chửi người ta mà đợi người ta đi mới chửi? Trời ơi, không chửi mà nó còn đòi trục xuất, cái mày không nghe sao? Con dễ gì đâu, đúng là thời đại khủng bố mà. Dạ thưa ngoại. Ngoại của nội mày, ngoại. Bác à, ba con đi rồi, theo con kêu bằng bác nha.
Ba con ông nói vậy thôi, chứ ông không có quyền trục xuất bác với em Mai về Việt Nam đâu. Ủa anh ơi, nói về em với má không có cần phải về Việt Nam lại đâu hả anh? Em yên tâm tại đi, vì em không có muốn về bển đâu. Em không muốn má em sống lại ngày trước luôn đâu anh. Tin anh đi, không có gì đâu mà. Dạ. Ba nó ổng hù á. Dạ. Trang à, cháu nghĩ coi. Dạ. Từ ngày ba của cháu á đưa bác với con Mai qua đây, nhốt luôn ở trong nhà, không có cho đi ra ngoài đường. Con Mai nó tội nghiệp cho nó còn trẻ, còn bác già cả rồi ổng nói làm gì. Qua 5-6 năm trời bên Mỹ, tiếng Anh gì cũng có đi học, bằng lái xe cũng không được học nữa. Đi qua Mỹ mà như là như câm như điếc, như là ở tù. Bác buồn quá. Má, anh Trang biết không, tại hồi lúc ba anh cưới em á, ba anh nói ở bên đây ba anh có tới mấy chục người làm lận. Qua đây em chỉ cần coi phim bộ với đọc tiểu thuyết thôi, không có làm gì hết á. Làm gì cực vậy? Nhọc gì á, bác cũng nể hà. Tại vì bác với con Mai đó quen cực khổ rồi bên Việt Nam á. Má, nhưng mà bác chỉ buồn là gì, cái cách đối xử của ba cháu. Vợ chồng gì đâu mà giống như là chủ chứ lại người làm. Tối ngày cứ nạt nộ la rầy nó. Nhiều lúc bác tức quá bác nói nó, Mai à mày phản kháng lại đi, muốn tới đâu thì tới. Mà ngặt nổi cái con Mai nè, nó hiền quá đi. Ba của cháu nói gì nó cũng cúi đầu nó nghe theo hết. Thôi mà má, má ơi má đừng có khóc nữa. Từ ngày qua đây ngày nào má cũng khóc á. Bác sĩ nói mà ba má không có được khóc nhiều đâu. Má à, không phải con hiền đâu. Má biết mà đánh ghen mướn con còn dám quánh mà má. Nhưng tại con nghĩ vậy nè, con nghĩ cuộc sống lúc trước của hai mẹ con mình cực khổ quá đi. Một ngày làm mười mấy tiếng mà cũng không có đủ ăn đủ mặc. Rồi lúc má lâm trọng bệnh, má ơi nhìn má quằn quại trên giường đau đớn, con chỉ muốn có một chút tiền để con mua thuốc, dù đó chỉ là những viên thuốc cảm nhỏ nhoi để cứu mẹ mình đỡ đau đớn nhất. Mà con cũng không làm được. Con chỉ biết bất lực nhìn lên ông trời, con nói ông trời ơi, ông cứ trút hết tất cả những bệnh tình của mẹ con lên trên người tôi đi, để tôi một phần nào gánh vác nỗi đau thể xác. Nhưng mà ông trời đâu có nghe, cũng đâu có thấy hả má. Lúc đó má con mình lâm vào bước đường cùng. Má ơi, rồi ảnh cũng về nước, ảnh gặp con, rồi ảnh cho con tiền để chữa bệnh cho má, rồi đem cả hai má con mình qua đây. Má ơi, con như người từ trên trời rơi xuống, biết có bao giờ con dám nghĩ đến chuyện này đâu hả má. Má đừng nói là ảnh nặng nhẹ con hay là chửi mắng con, thậm chí ảnh có hành hạ con không có buồn đâu. Má ơi, má cứ để cho con chăm sóc cho ảnh. Má đừng có ngăn cản, cũng đừng la rầy, đừng lên tiếng. Má hãy để cho con gái của má trả lại cái tình, cái ơn, cái nghĩa mà người ta mang mình qua đây nha má. Má còn nhớ con Xuân, con của dì Sáu bên cạnh nhà mình đúng má. Có lần lấy chồng Đài Loan, nó cũng đi biền biệt bao nhiêu năm trời, sau này mới biết là người ta bán nó vô một cái động điếm, và nó phải làm vợ cho 3-4 cha con trong một gia đình. Mình nhớ. Má ơi, rồi sau vài năm dì Sáu nhớ con quá, rồi cũng gặp lại con, chưa mừng vui thì nó lăn ra nó chết. Người ta nói bên đó nó bị hành hạ, bị đánh đập. Mà nếu mà so với nó, con cũng may mắn hơn nhiều. Má cứ lấy con làm an ủi để mà sống. Má đừng khóc. Má khóc hoài làm sao con chịu nổi hả má? Thôi Mai à, cũng may là lúc trước em không chọn con đường lấy chồng Đài Loan hay Hàn Quốc đó,
chứ nếu không thì một đi không bao giờ trở lại. Em nín đi đừng có khóc nữa. Dạ thưa bác. Em Mai. Dạ. Trước tình cảnh này thì con không thể nào giấu được nữa. Con xin nói thật về con người ba của con. Thưa bác, bác nhìn mặt ba con ngầu lắm phải không bác? Chú con chứ ngầu gì. Bác à, bác nhìn cái mặt của ba con á giống Saddam Hussein thiệt á. Nhưng mà ổng hiền lắm bác. Ngày xưa ổng thương má của con dữ lắm. Suốt bao năm trời chung sống với má con, ổng lo lắng chăm sóc cho má con đủ thứ hết á. Ổng chiều chuộng má con đủ điều hết. Ổng chiều chuộng má con đến nỗi mà ra đường ai cũng nói ổng là thằng đàn ông sợ vợ. Vậy mà ổng cũng chấp nhận nữa bác. Nhưng cuối cùng thì má con cũng bỏ ổng mà đi, để lại ổng một mình cảnh gà trống nuôi con. Bác biết không, kể từ đó đó ba con thay đổi hẳn tính nết. Ổng thề với lòng, nếu như ổng cưới vợ một lần nữa, ổng sẽ dùng chế độ độc tài để mà cai trị. Trời ơi, tự nhiên ai ăn ốc có bắt tôi đổ vỏ rồi trời. Tự nhiên cái vợ nhất được cưng, cái vợ nhì bị đì à. Trang à, cháu nói sao mà bác nghe bác không hiểu vậy? Đâu nói rõ ra bác nghe coi. Dạ thưa bác, tất cả những việc làm từ trước tới nay của ba con đối với Mai là do ông đóng kịch đó bác. Đóng kịch? Là giả bộ hả anh? Đúng. Những việc giống như là không cho Mai đi học tiếng Anh. Đúng rồi. Không cho Mai tiếp xúc với người lạ. Dạ đúng rồi. Thậm chí cả chuyện không cho Mai thi quốc tịch. Tất cả là gì? Là vì ba con sợ mất Mai. Ông biết mình yếu thế vì cảnh chồng già vợ trẻ, cho nên bên ngoài ông hung tợn như vậy đó. Nhưng mà trong lòng của ông không lúc nào yên hết. Thưa bác, ba con đáng thương hơn là đáng trách phải không bác? Thôi con nhớ rồi bác ơi. Hả? Con nhớ có nhiều đêm con đang ngủ gì đó, cái tự nhiên con mở mắt con nhìn vậy, trước mắt con một đống đen bị lớn, hai con mắt nó thụt vô tuốt trong vậy nè. Cái xong mới con tưởng ma, con la con nói trời ơi ma, ma, cứu. Cái y con nhìn lại không phải ma. Ai vậy? Chồng con. Làm gì mày? Ai biết tự nhiên ông ngủ nhìn con hoài vậy, ông nhìn vậy nè. Xong cái con nói sao anh không ngủ đi anh. Cái ông nhìn ông mới thở dài. Anh ngủ không được mà không thấy mắt chả đâu trơn. Sao vậy? Con mắt nó đen thui rồi đâu có thấy. Cái con chết cha. Ba con về. Ba con về. Thì ra có tâm sự. Ba sao ba về sớm vậy ba? Cha, lại đâu ạ? Dạ. Tại sao mà? Ba à, bao nhiêu năm nay ba gồng mệt mỏi lắm rồi. Bữa nay thả lỏng cho nó khỏe nha. Con muốn mọi người trong nhà hiểu rõ về ba hơn, nên con đã nói tất cả sự thật về ba rồi. Cha. Dạ. Ba cảm ơn con. Trời ơi. Má tỏ hồn á cha. Ba biết. Ba biết rồi. Sẽ có một ngày nào đó ba phải nói thật cho Mai hiểu. Bây giờ con nói nào. Cảm ơn con. Mai. Dạ. Không, em đừng dùng thái độ sợ hãi như vậy. Mai à? Dạ. Vợ chồng mà em cứ bình thường nha. Em bị quen anh ơi. Bây giờ anh làm lại lần nữa. Anh kêu tên em làm cái đúng ý anh không? Mai à? Anh gọi em á hả? Trang nó đã nói cho em hiểu hết rồi. Yes. Anh xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi em. Trời ơi. Trời ơi, xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Là xin lỗi tình yêu đó má ơi. Má ơi, má xin lỗi tình yêu rồi kìa. Em hiểu lòng anh rồi. Em tội nghiệp anh quá đi. Em nói anh nghe, không phải em muốn đi ra ngoài em giao du, hay là em học hành là để em muốn bỏ anh, không có. Em muốn phụ anh một tay. Em muốn được học, em muốn có công việc làm. Ai biết nhiều khi con người ta đang sân sẩn gì, tự nhiên té cái sụi mẹ nửa bên rồi. Nói gì kỳ cũng vậy. Không không, ý con thật lòng lắm, có sao con nói vậy thôi. Rồi lúc đó ổng sụi rồi con có thể có người khác con nuôi ảnh, chứ mình đâu có ỷ vào một người đúng không? Anh cứ yên tâm mà sống bên em đi. Em thề với anh, em nói thiệt, chừng nào anh chết em mới lấy thằng khác. Trời ơi, nói cái gì kỳ quá à. Con có sao con nói vậy à. Rồi đây nè, nghe má nói bữa nay nhà mình như vậy là thông cảm, đã hiểu rõ nhau hết rồi. Ngồi xuống ăn bữa cơm cho thiệt vui thôi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi bác. Ý mà thôi. Hả? Cái này ăn không được. Dẹp hết đi để má xuống dưới nấu cái khác cho nó ăn. Không, má để đó con ăn, để con ăn. Ăn bệnh má. Con bậy. Con bệnh ăn mấy cái này không có được, để má nấu cái khác. Không, con nói má để đó con thôi ăn. Thôi mà. Bác à. Cái gì vậy? Con đã nói rồi, ba của con ăn được. Ổng đóng kịch mà. À hai. Ba. Thú thật với bà nha, con muốn cưới vợ lâu lắm rồi đó. Nhưng mà nhìn cái gương của ba sao con sợ quá. Vậy thì bây giờ con hỏi ba nè, theo kinh nghiệm của ba ha, thì trừng trị vợ và sợ vợ, phương pháp nào sẽ mang lại hạnh phúc gia đình cho mình?
Mày là con tao mà lâu lâu mày hỏi những cái câu ngu quá. Chừng trị vợ hay là sợ vợ đều không mang lại hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình là không phải do phía đàn ông mang lại, mà hạnh phúc gia đình là do phía phụ nữ mang lại. Trời ơi, hạnh phúc gia đình là do phụ nữ mang lại kìa má ơi. Giá trị phụ nữ được nâng cao rồi đó má. Thôi anh ơi, anh thấy thương quá anh ơi. Không lẽ giờ mà hôn anh miếng chứ trời ơi. Cho miếng nha. Đó, đừng có mắc cỡ nha. À, gì vậy? Là vậy? Trời ơi, râu mà làm như cung tên đâm đau gần chết à. Trời ơi, cái này người ta kêu là cái rễ răng. Ghê quá chồng ơi.